Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 123. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên, này cậu bạn. Diệp Quân ngoảnh sang nhìn thì thấy có một đạo sĩ trông chỉ khoảng 30 tuổi mặc chiếc áo bào cũ kỹ vá chẳng chịt đang cầm một cây phất trần đen xì và bẩn thỉu đứng gần đó. Ánh mắt của đạo sĩ khá thâm trầm, còn gương mặt thì đang mỉm cười. Đạo sĩ bày một quầy hàng ở bên cạnh, bên trên treo một tấm vải trắng với một hàng chữ to đùng, lời vàng tiếng ngọc, tin hay không thì tùy. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi, gọi ta đấy à? Đạo sĩ cười đáp, đúng thế. Diệp Quân bước tới gần đạo sĩ đó, y quan sát một lát rồi cười nói, tiểu huynh đệ tên gì? Diệp Quân, Diệp Quân. Đạo sĩ hơi sững sờ, họ Diệp ư? Diệp Quân gật đầu. Đạo sĩ vuốt râu rồi cười nói, họ đẹp đấy. Diệp Quân, là sao? Đạo sĩ, họ Diệp là một trong bốn họ lớn từ xưa đến nay, công tử có biết bốn họ này gồm những họ nào không? Diệp Quân lắc đầu. Đạo sĩ, họ gồm họ Diệp, họ Tiêu, họ Lâm và họ Sở, các họ này đều có không ít các nhân vật kiệt xuất. Diệp Quân, các hạ là? Đạo sĩ, ta chỉ là một đạo sĩ xem bói thôi, các bạn bè trước kia đều gọi ta là đạo sĩ Trương. Diệp Quân gật gù, các hạ gọi ta lại có việc gì không? Đạo sĩ, ta thấy công tử có tướng nhân tài, vì thế muốn gieo một quẻ cho công tử, chỉ cần một tiên nguyên tinh thôi là được. Diệp Quân lắc đầu, cái đấy thì thôi. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi. Đạo sĩ vội cản hắn lại rồi cuống lên nói, tại sao? Công tử, cậu hãy tin ta bói đâu chúng đó đấy. Diệp Quân dừng bước rồi nghiêm túc nói với đạo sĩ, người bình thường không xem được cho ta đâu. Đạo sĩ hơi ngẩn ra rồi cười nói, xem ra đúng là công tử không phải người bình thường, nhưng ta đã xem cho không biết bao nhiêu người rồi nên chẳng có ai là không xem được cả. Diệp Quân nhìn đạo sĩ, hắn đã người hiểu biết sâu rộng nên đương nhiên biết đạo sĩ này không đơn giản nên cười nói, đạo sĩ Trương, người bình thường không bói được cho ta đâu, hay để ta đổi thứ khác cho các hạ xem nhé. Nói rồi, hắn lấy tiểu tháp ra rồi nói, các hạ hãy bói tháp ra cho ta. Tiểu tháp. Đạo sĩ liếc nhìn tiểu tháp rồi tò mò hỏi, đây là thứ gì? Diệp Quân, tháp ra nhà ta đấy. Đạo sĩ, tiểu huynh đệ, cho ta cầm xem một tí được không? Diệp Quân, thoải mái. Nói rồi, hắn đưa tiểu tháp cho đạo sĩ. Đạo sĩ Trương cầm lấy tiểu tháp xong thì quan sát một lúc, sau đó nét mắt dần nghiêm lại. Diệp Quân hỏi, sao rồi? Đạo sĩ nói với Diệp Quân, cái tháp này của cậu à? Diệp Quân gật đầu. Đạo sĩ nghiêm mặt nói, trên người nó có một phúc phận kỳ lạ mà ta chưa thấy bao giờ. Diệp Quân mỉm cười, đúng là người này cũng có chút tài năng, số phận của nó thế nào? Đạo sĩ nghiêm túc đáp, phúc phận của nó không biến mất thì đương nhiên số phận sẽ quá tốt rồi. Nói xong, y trả lại tiểu tháp cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lại rồi cười nói, cảm ơn. Sau đó, hắn đưa một tiên nguyên tinh cho đạo sĩ Trương. Đạo sĩ nhận lấy rồi nói, tiểu huynh đệ, cậu không cho ta xem cho cậu thật à? Diệp Quân, Đạo sĩ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy thôi, thời cơ chưa tới thì có mong cũng không được. Diệp Quân, chắc các hạ không phải người bình thường, có thể nói cho ta biết về nơi này được không? Đạo sĩ cười nói, cậu mới đến đây lần đầu à? Diệp Quân gật đầu, Nụ cười trên mặt đạo sĩ Trương lập tức trở nên kỳ lạ. Thấy thế, Diệp Quân tò mò hỏi, sao vậy? Đạo sĩ, cậu đến đây từ lối vào vực Cửu Châu à? Diệp Quân gật đầu. Đạo sĩ thở dài nói, đúng là trấn Cửu Châu phúc địa số 1 của Cửu Châu có khác, quá đỉnh. Diệp Quân chỉ thấy mù mờ. Đạo sĩ cười nói, cậu không biết đấy thôi, đây là trấn Cửu Châu, là địa giới của vực Cửu Châu thật đấy, nhưng lại là một phúc địa độc lập nằm ngoài vực Cửu Châu. Diệp Quân hiếu kỳ hỏi, nằm ngoài vực Cửu Châu ư? Đạo sĩ gật đầu, đúng thế, đây là phúc địa số 1 của Cửu Châu. Chủ cũ của Cửu Châu đã biến nơi đây thành một trấn đặc biệt, trong trấn này có khí vận của Cửu Châu, mà người ở đây từ khi sinh ra cũng đã có vận khí lớn. Vận khí lớn. Diệp Quân thấy hơi kỳ lạ, hắn nhìn mọi người trên phố.
Nhưng giờ tu vi của hắn đã bị phong ấn nên không phát hiện ra gì cả, nhưng hắn biết tu vi của mọi người ở đây đều rất thấp. Vì thế hắn lại nhìn sang đạo sĩ, y như biết điều suy nghĩ trong đầu hắn nên cười nói, đừng thấy tu vi của họ thấp mà coi thường, đó là vì họ chưa thật sự tu luyện đấy thôi. Đương nhiên hầu hết mọi người ở đây đều không ra ngoài, chục năm cũng chỉ có khoảng 2 đến 3 người ra ngoài thôi. Nghe vậy, Diệp Quân sầm mặt hỏi, từ đây ra ngoài có hạn chế à? Đạo sĩ gật đầu, đương nhiên, muốn ra ngoài thì phải có người bỏ rất nhiều tiền ra đón, không thì không ra được đâu. Diệp Quân lập tức đen mặt. Diệp Quân không ngờ đây lại là một nơi đặc biệt như vậy, muốn ra ngoài còn cần người khác đón. Nếu vẫn còn có tu vi, hắn sẽ dùng kiếm thanh huyền, thứ mà không cấm chế nào làm gì được. Nhưng vấn đề là tu vi của hắn về con số không rồi. Lúc này, đạo sĩ Trương chợt cười nói, với thiên phú cùng vận may của cậu thì có khả năng vẫn ra ngoài được. Diệp Quân nhìn y rồi hỏi, các hạ nói vậy là sao? Đạo sĩ Trương giải thích, năm nào người bên ngoài cũng vào đây chọn người, cũng phải trả nhiều tiền lắm. Vì thế, mỗi khi chọn người, họ đều chọn những ai có phúc khí tốt và tu vi cao. Phúc khí của cậu lớn như vậy, kiểu gì chẳng lọt vào top 3. Diệp Quân trầm giọng nói, có nghĩa là nếu ta muốn ra ngoài thì phải chờ người bên ngoài tới chọn hả? Đạo sĩ Trương gật đầu, chính xác. Diệp Quân, còn cách nào khác nữa không? Đạo sĩ Trương, có, đấy là phá được cấm chế mà Cửu Châu chủ đã để ở đây, nhưng đây gần như là chuyện không thể. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, bao lâu nữa người bên ngoài mới vào chọn người? Đạo sĩ Trương cười đáp, cứ 10 năm một lần, lần cuối cách bây giờ còn 2 năm nữa. Diệp Quân lập tức nhíu mày, hắn không hề muốn ở lại đây những 2 năm. Diệp Quân hỏi, các hạ có thể tự do ra vào nơi này không? Đạo sĩ Trương lắc đầu. Diệp Quân im lặng. Đạo sĩ Trương cười hỏi, cậu vội ra ngoài lắm à? Diệp Quân gật đầu. Đạo sĩ Trương, thế thì không còn sự lựa chọn khác đâu. Đành chờ 2 năm nữa có người vào chọn đi thôi. Diệp Quân nói tiếp, có cách nào liên lạc với những người bên ngoài không? Đạo sĩ Trương, có, nhưng cũng cần trả một khoản tiền nhất định. Diệp Quân hỏi ngay, bao nhiêu? Đạo sĩ Trương, trả bằng tiên nguyên tinh đấy, mà cần rất nhiều. Diệp Quân hỏi tiếp, khoảng bao nhiêu? Đạo sĩ Trương, ít cũng phải vài trăm nghìn. Diệp Quân lại đen mặt. Nhiều quá. Giờ hắn có mỗi hơn 10.000 thôi. Đạo sĩ Trương chợt xoa bụng mình rồi nói, cậu có đói không? Diệp Quân nhìn thì thấy y cười nham nhở một cách thô bỉ. Diệp Quân, chúng ta đi ăn thôi. Đạo sĩ Trương lập tức sáng mắt lên, được. Nói rồi, y vội vàng dọn hàng rồi kéo Diệp Quân chạy luôn. Một lát sau, y đã dẫn Diệp Quân đến một quán rượu. Y điên cuồng gọi cả một bàn đầy thức ăn, Diệp Quân cũng thấy hơi đói nên cả hai ăn như hổ vồ, làm tiểu nhị đứng gần đó phải trố mắt ra nhìn. Sau khi cơm no rượu say, đạo sĩ Trương lười biếng nằm xuống ghế rồi ợ một cái, sau đó cầm tăm xỉa răng, lâu lắm rồi mới được ăn no thế này. Diệp Quân, Trương huynh, ta mới đến đây nên còn nhiều lạ lắm, huynh kể về nơi này cho ta biết đi. Đạo sĩ Trương cười nói, vậy là cậu hỏi đúng người rồi đó. Mọi người thường chỉ hiểu sơ sơ về vực Cửu Châu thôi, nhưng ta thì khác, ta nắm rõ tường tận về nơi này. Cậu hỏi ta thì chỉ có chuẩn. Diệp Quân gật đầu, sau đó lấy một tiên nguyên tinh để trước mặt y. Đạo sĩ Trương lắc đầu nói, đây là chuyện nhỏ nên không cần tiền, ta không tham vậy đâu. Nói xong, y trả lại tiền cho Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười rồi cất đi luôn. Đạo sĩ Trương, vực Cửu Châu có 9 châu. Năm xưa nơi này đã có một thiên kiêu tuyệt thế xuất hiện, sau đó mọi người tôn người này lên làm chủ chung của Cửu Châu, thực lực của người này mạnh chưa từng có. Diệp Quân mỉm cười rồi cất đi luôn. Đạo sĩ Trương, vực Cửu Châu có 9 châu, năm xưa nơi này đã có một thiên kiêu tuyệt thế xuất hiện, sau đó mọi người tôn người này lên làm chủ chung của Cửu Châu, thực lực của người này mạnh chưa từng có. Nói đến đây, vẻ mặt của đạo sĩ Trương chợt nghiêm lại, về sau. Không biết tại sao mà người này đã rời đi. Cùng với đó, vực Cửu Châu bắt đầu hỗn loạn, đến nay tuy tên vẫn vậy nhưng thật ra chỉ còn 3 châu thôi, gồm Thần Châu, Bàn Châu và Vũ Châu.
Diệp Quân, nơi này thuộc văn minh vũ trụ cấp mấy? Đạo sĩ Trương cười đáp, khi Cửu Châu chủ còn ở đây thì nơi này thuộc cấp 9, nhưng sau khi người đó đi rồi thì nơi này chỉ còn ở cấp 8 thôi. Diệp Quân gật gù, ta biết rồi. Đạo sĩ Trương kể tiếp, nơi này hơi loạn, vì nơi này có khí tức thần nguyên trong truyền thuyết nên các võ giả đỉnh cấp từ các vũ trụ khác đều đến đây với hy vọng sẽ có được khí tức này, sau đó tiến bộ thêm một bước. Khí tức thần nguyên. Diệp Quân lập tức nổi hứng, vì hắn từng nghe Phản Chiêu nhắc đến khí tức này nên hỏi ngay, Trương huynh, khí tức thần nguyên này tồn tại thế nào? Đạo sĩ Trương cười đáp, nó là một loại khí tức tu luyện, nhưng tìm mỏi mắt khắp các vũ trụ cũng khó mà gặp được. Nó không phải vật tính, mà là vật sống và có linh tính riêng. Nó không chỉ có thực lực mạnh, mà còn có thể tránh hại tìm lợi. Vì vậy, trừ khi cậu có thực lực phi thường, không thì khó mà có được nó. Nghe xong, Diệp Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ loại khí tức này lại là một vật sống. Đúng là hiếm có thật. Đạo sĩ Trương kể tiếp, cũng chính vì ở đây có khí tức thần nguyên nên cường giả ở các vũ trụ đỉnh cấp mới đến. Ngoài ra, còn có binh đoàn đánh thuê rất mạnh nữa, top 3 đoàn này gồm binh đoàn thổ phỉ, thức thần và ám vô. Tiểu tháp chợt lên tiếng. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia biết à? Tiểu tháp, chắc cùng tên. Diệp Quân gật đầu rồi hỏi đạo sĩ Trương, huynh kể về trấn Cửu Châu đi. Đạo sĩ Trương, trấn này là một vùng phúc địa, đương nhiên còn là phúc địa số 1 của vực Cửu Châu. Như ta đã nói, mọi người ở đây đều có vận khí lớn. Nhờ đó mà họ được trời đất sủng ái, con đường tu hành luôn thuận lợi hơn người bình thường. Nói đến đây, y chợt nhìn sang Diệp Quân, vì cậu không có tu vi, nhưng phúc lại lớn nên mới được đưa đến đây đó. Diệp Quân, huynh nói lại về cách ra ngoài đi. Đạo sĩ Trương, muốn ra ngoài thì là chờ thêm 2 năm nữa cho người bên ngoài vào chọn. Đến lúc đó, nếu cậu được chọn thì có thể ra ngoài rồi. Còn giờ cậu chỉ có thể chờ thôi. Ở đây cũng ổn lắm, có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nhất là đầm Tinh Nguyệt, đẹp miễn bàn luôn. Diệp Quân lắc đầu cười. Bây giờ, hắn chẳng có hứng thú gì với nơi này cả, chỉ muốn nhanh chóng khôi phục tu vi thôi. Đạo sĩ Trương chợt nói, cậu chưa có chỗ ở đâu nhỉ? Diệp Quân gật đầu, Đạo sĩ Trương cười nói, đi, đến chỗ ta. Nhà ta vừa hay có 2 phòng, mỗi tháng ta chỉ lấy cậu 1 tiên nguyên tinh thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân. Cứ thế, Diệp Quân đã đi theo đạo sĩ Trương về nhà y. Đó là một tiểu viện nối liền với 5, 6 tiểu viện khác. Tiểu viện của đạo sĩ Trương rất đơn sơ và cũ nát, trước cửa còn có đống rác to đùng. Trái lại, tiểu viện bên phải rất sạch sẽ, hơn nữa trông còn khang trang, tường và mặt đất đều được lát đá xanh mới, trên cửa còn có câu đối. Diệp Quân đi vào trong tiểu viện với đạo sĩ Trương xong thì y chỉ vào căn phòng bên phải rồi nói, phòng đó của cậu. Diệp Quân gật đầu, hắn đi vào căn phòng ấy, nhưng vừa vào đã không còn gì để nói thì phòng quá bẩn và chỉ có độc 1 chiếc giường. Diệp Quân quay lại nhìn đạo sĩ Trương thì y cười nịnh nọt, hơi lộn xộn xíu, nhưng đã ra ngoài sống thì đừng cầu kỳ quá. Diệp Quân không nói gì mà bắt đầu dọn dẹp, vì có tiểu tháp nên loáng cái hắn đã dọn sạch phòng. Đồng thời đổi 1 chiếc giường mới. Sau khi dọn dẹp xong thì đã đêm, hắn đi ra sân thì không thấy đạo sĩ Trương đâu. Diệp Quân ngồi trong sân ngắm bầu trời đầy sao. Diệp Quân kiểm tra táng cương trong tiểu tháp thì thấy cô bé vẫn đang tu luyện. Dạo này, cô nhóc đã biến thành người cuồng tu luyện, nhất là với môn đầu thuật hình như được yêu thích nhất. Ngày nào cô bé cũng luyện vài trăm lần, vì không có ai đưa đầu cho luyện nên rừng cây trong tiểu tháp phải chịu nạn. Tiểu tháp, người định ở lại đây chờ 2 năm à? Diệp Quân, không, nhưng giờ còn cách nào khác đâu, nhưng người đã hồi phục tu vi rồi đấy, có thể làm gì được không? Tiểu tháp có, nhưng muốn phá phong ấn ở đây thì không được. Diệp Quân lắc đầu, thế có khác vì mất hết tu vi đâu. Tiểu tháp, này, đúng lúc này chợt có một giọng nói vang lây. Diệp Quân ngoái lại nhìn thì thấy trên bức tường bên phải có một cô gái đang ngồi. Cô ấy khoảng 17, 18 tuổi, mặc váy dài hoa nhí, tóc thắt bím dài, gương mặt thì xinh đẹp. Cô gái đang cầm một quả dưa vàng. Cô ấy cắn một miếng rồi hỏi, ngươi là gì của tên đạo sĩ kia?
Diệp Quân, khách trọ. Cô gái cười nói, xin chào, ta là Tả Nhạn, còn ngươi? Diệp Quân, Diệp Quân. Cô gái bẻ một miếng dưa rồi ném cho Diệp Quân, mời nhé. Diệp Quân, cảm ơn. Nói rồi, hắn đưa miếng dưa lên miệng ăn, mùi vị rất ngon. Cô gái, có đến đầm Tinh Nguyệt không? Diệp Quân nghĩ tới chuyện đạo sĩ Trương kể nên đáp có. Tả Nhạn nhảy xuống nói, thế đi thôi. Sau đó, cả hai đã rời đi. Trên đường, Tả Nhạn hỏi, sao ngươi lại đi theo tên đạo sĩ kia? Diệp Quân, y thì sao? Tả Nhạn nghiêm túc nói, y có lai lịch không nhỏ, hơn nữa còn từ bên ngoài vào nên không đơn giản đâu. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thấy vậy. Tả Nhạn nhìn Diệp Quân rồi cười nói, ngươi cũng thú vị đấy, sau khi đến đây, ta thấy đàn ông cứ nói chuyện với phụ nữ là đỏ mắt, nhưng ngươi thì không, rõ ràng da mặt ngươi rất dày. Diệp Quân. Trông thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Tả Nhạn cười nói, da mặt dày cũng có gì xấu đâu. Diệp Quân phì cười, đúng vậy. Sống trên đời này đúng là da mặt phải dày mới được, không thì còn lâu mới cưới được vợ. Tả Nhạn đột nhiên lấy một quả dưa chuột ra đưa cho Diệp Quân, hắn không từ chối mà cầm lấy cắn một miếng luôn, sau đó hắn cũng lấy một sâu kẹo hồ lồ trong tiểu tháp ra đưa cho Tả Nhạn. Tả Nhạn nhìn sâu kẹo rồi ngạc nhiên hỏi, đây là thứ gì vậy? Diệp Quân, kẹo hồ lô, ngon lắm. Tả Nhạn lọt vỏ kẹo ra nếm thử, sau đó chớp mắt nói, đúng là ngon thật. Diệp Quân mỉm cười im lặng, sau đó lại làm thêm miếng dưa chuột nữa. Không lâu sau, hai người đã ra phía ngoài tiểu trấn, tiếp đó đi men theo một con đường nhỏ. Chẳng mấy chốc, họ đã tới giữa sườn núi, khi Diệp Quân nhìn xuống thì chợt sững người trước cảnh vật ở đây. Đầm Tinh Nguyệt. Nơi này có hình dạng giống ngà voi, nước dưới đầm sâu không thấy đáy. Trong màn đêm, ánh trăng cùng ánh sao chiếu xuống mặt nước đẹp không tả nổi. Tả Nhạn đứng cạnh Diệp Quân cũng phải hào hứng thốt lên, đẹp quá. Nói rồi, cô ấy chợt lấy một thứ gì đó ra rồi chụp xuống phía dưới. Khi nhìn thấy thứ mà Tả Nhạn đang cầm, Diệp Quân như chết lặng. Điện thoại. Đây là điện thoại của hệ Ngân Hà. Tả Nhạn như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay ngoắt lại nhìn Diệp Quân, sau đó giơ thứ trong tay lên nói, huynh biết cái này à? Diệp Quân gật đầu. Tả Nhạn lập tức sáng mắt lên, sao huynh lại biết? Diệp Quân trầm giọng đáp, cô đến từ hệ Ngân Hà à? Nhiều năm qua, hắn đã gặp không ít người xuyên không? Tả Nhạn lắc đầu, không, ta được một người bạn tặng cho đấy, cô ấy thì đến từ hệ Ngân Hà. Cô ấy kể cho ta nghe là hệ Ngân Hà có nhiều thứ hay ho lắm, có thật không? Diệp Quân gật đầu, thật. Tả Nhạn nghiêm túc nói, chờ ra khỏi đây rồi, nhất định ta sẽ đến đó chơi một chuyến. Nếu nơi đó mà hay thật thì ta sẽ thu phục rồi chiếm làm của riêng. Diệp Quân vội nói, đừng đừng, hệ Ngân Hà đã có chủ rồi. Tả Nhạn tỉnh bơ nói, không sao, ta sẽ đánh với người đó một trận, thắng rồi thì nơi đó là của ta. Diệp Quân chỉ biết lắc đầu cười. Tả Nhạn chợt hỏi, huynh đến từ hệ Ngân Hà à? Diệp Quân, có thể coi là vậy. Tả Nhạn quan sát Diệp Quân rồi nói, bảo sao huynh lại không đỏ mặt khi nói chuyện với nữ giới, nghe nói đàn ông ở đó khá bạo dạn, đúng không? Diệp Quân cười phá lên, một phần thôi. Tả Nhạn cười nói, không ngờ lại được gặp một người đến từ hệ Ngân Hà, thú vị thật. Diệp Quân cũng thấy khá thích cô gái cởi mở như Tả Nhạn, kiểu con gái này vốn ngây thơ, hoạt bát và thẳng thắn, càng tiếp xúc càng thấy thú vị. Tả Nhạn lại chụp thêm vài bức ảnh nữa với vẻ đầy hứng thú. Diệp Quân nói, cô chưa đến đây bao giờ à? Diệp Quân lắc đầu, huynh không biết đấy thôi, đầm Tinh Nguyệt này phải khi có trăng với sao mới đẹp. Mà hiện tượng ấy rất hiếm gặp. Diệp Quân, ra thế. Nói xong, anh ngẩng lên ngắm bầu trời sao, trông chúng như những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên bầu trời, một dải ngân hà bắt ngang qua tới tít tận đường chân trời, đẹp miễn bàn. Như chợt nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân hỏi Tả Nhạn, cô từ bên ngoài vào đây à? Tả Nhạn gật đầu, ta được đưa vào trong này. Diệp Quân cau mày hỏi, được đưa vào ư? Tả Nhạn cười đáp,
Thấy cô ấy không định chia sẻ nhiều nên Diệp Quân cũng không hỏi nữa, mà nói thế cô biết cách nào ra ngoài không? Tả Nhãn lắc đầu, không, phong ấn của Cửu Châu chủ mạnh lắm. Thường thì người bên trong không thể ra ngoài được, chỉ có người bên ngoài dùng các cách đặc biệt thì mới có thể đón người trong này ra thôi. Diệp Quân lại thấy đau đầu. Tả Nhãn nhìn hắn rồi cười nói, phúc khí trên người huynh rất mạnh, 2 năm nữa chắc chắn sẽ được người bên ngoài chọn. Đến lúc đó, họ sẽ nghĩ cách đưa huynh ra ngoài. Diệp Quân gật đầu rồi không nói gì nữa. Hai người ngồi đó ngắm đầm tinh nguyệt, bốn bể yên lặng, thi thoảng mới có tiếng côn trùng kêu. Đúng lúc này, chợt có tiếng bước chân vang lên ở gần đó. Diệp Quân và Tả Nhãn ngoái lại nhìn thì thấy có một nam, một nữ đang nắm tay nhau đi tới. Bọn họ trông đều rất trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Chàng trai mặc áo dài được làm từ vải thô nên trông rất cứng, tuy nhiên bộ đồ rất sạch sẽ. Cô gái cạnh đó thì mặc một chiếc váy dài đơn giản mà nền nã. Khi trông thấy Diệp Quân và Tả Nhạn, họ cũng hơi sững người. Tả Nhạn quờ chào hỏi, hai người cũng đến ngắm đầm tinh nguyệt à? Chàng trai gật đầu, đúng. Tả Nhạn cười nói, thế thì cùng ngắm đi. Chàng trai và cô gái thoáng do dự, rõ ràng họ không muốn lắm. Nhưng đây là vị trí đẹp nhất nên chàng trai đành nhìn sang cô gái gật đầu nói, ngồi đây luôn đi. Nói rồi, bọn họ đi tới cạnh Diệp Quân và Tả Nhạn rồi ngồi xuống. Tả Nhạn nhìn họ rồi nói, chắc chúng ta từng gặp nhau rồi nhưng chưa chào hỏi bao giờ. Xin chào, ta là Tả Nhạn, người bên cạnh đây ta mới quen, tên là Diệp Quân. Chàng trai chần chừ một chút rồi nói, ta là Tông Nạp, còn đây là vị hôn thê của ta Nhạc Liễu. Sau đó, chàng trai quay sang nhìn cô gái với vẻ thâm tình. Cô gái gật đầu với Tả Nhạn thay cho lời chào. Tả Nhạn, thôi, giờ đôi nào nói chuyện đôi đấy nhé. Diệp Quân. Hai người kia mỉm cười nhìn Tả Nhạn, sau đó nắm tay nhau thì thầm to nhỏ. Tả Nhạn chợt kéo tay Diệp Quân rồi nói nhỏ, họ đang nói chuyện yêu đương đấy à? Diệp Quân liếc nhìn cặp trai gái rồi đáp, ờ. Tả Nhạn cười nói, hay quá. Diệp Quân. Lúc này, Tông Nạp chợt đi tới cạnh bọn họ, chàng ta lấy một cái gói ra rồi đưa cho Diệp Quân và Tả Nhạn, hai vị, đây là lạc mà nhà ta tự trồng, mời hai người nếm thử. Diệp Quân, cảm ơn. Sau đó, hắn nhận lấy cái gói. Tông Nạp mỉm cười, sau đó quay lại chỗ vị hôn thê của mình. Diệp Quân nếm thử một hạt lạc rồi nói, ngon phết. Nói rồi, hắn đưa cho Tả Nhạn. Cô ấy cũng nếm thử một hạt rồi nhai ngao ngáu. Diệp Quân tiếp tục ngắm đầm tinh nguyệt thì thấy nơi đây như một màn trời sao rủ xuống, đúng là quá đẹp. Lúc này, Tả Nhạn chợt trượt xuống rồi dựa vào một tảng đá, cô ấy gối đầu lên hai tay rồi vắt chân chéo mũ nói, Diệp Quân, huynh có ước muốn gì không? Diệp Quân ngoảnh lại nhìn cô ấy rồi đáp, có chứ. Tả Nhạn hào hứng hỏi, là gì thế? Diệp Quân nghiêm túc nói, thống nhất toàn vũ trụ, trở thành chủ của vũ trụ. Nghe thấy thế, Tả Nhạn hơi sững sờ, sau đó cô ấy dựng ngón tay cái, Diệp Quân, khí thế đó. Diệp Quân, Tông Nạp và Nhạc Liễu ở gần đó cũng nhìn sang Diệp Quân, Tông Nạp có vẻ rất thật thà, khi nghe Diệp Quân nói vậy thì mỉm cười đôn hậu. Còn Nhạc Liễu thì hơi có vẻ ngạc nhiên. Tả Nhạn lại hỏi tiếp, huynh có biết vũ trụ lớn thế nào không? Diệp Quân lắc đầu, không, nhưng có sao, to đến đâu ta cũng nuốt được hết. Tả Nhạn lại dựng ngón tay cái, có chí khí. Diệp Quân, còn cô thì sao? Tả Nhạn, ta cũng có chứ. Diệp Quân, là gì thế? Tả Nhạn nghiêm túc đáp, đi khắp các vũ trụ. Nói rồi, cô ấy giơ chiếc điện thoại ra, sau đó chụp lại hết các cảnh đẹp. Diệp Quân, cô thích đi du ngoạn à? Tả Nhạn gật đầu, vũ trụ này đẹp như vậy thì phải lưu giữ lại chứ. Tiếc là giấc mơ này không biết đến khi nào mới thực hiện được. Con người sống trên giang hồ đâu nói trước được điều gì. Diệp Quân bật cười ha hả. Tả Nhạn chợt nhìn sang nhóm Tông Nạp, hai người có ước mơ gì không? Tông Nạp thoáng do dự rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, ta muốn lấy Nhạc Liễu làm vợ. Diệp Quân nhìn chàng ta rồi mỉm cười. Nhạc Liễu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta muốn được tự do.
Diệp Quân và Tả Nhạn đều hơi bất ngờ rồi nhìn Nhạc Liễu, cô gái không nói gì nữa, mà chỉ ngắm nhìn Đầm Tinh Nguyệt. Tả Nhạn cười nói, đừng làm phiền họ nữa, chúng ta về thôi. Diệp Quân gật đầu rồi rời đi với Tả Nhạn. Sau khi về nhà, họ thấy có một người phụ nữ đứng trong sân của nhà Tả Nhạn. Người phụ nữ mặc áo bào màu đen trông rất u ám, gương mặt cũng hằm hằm. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Tả Nhạn vội vàng chạy tới gần rồi le lưỡi nói, bà Dư, con chỉ ra ngoài chơi chút thôi. Người phụ nữ gật đầu, sau đó cưng chiều xoa đầu Tả Nhạn, đàn ông bên ngoài không tốt đẹp gì đâu, đừng tiếp xúc nhiều. Nói xong, bà ấy còn cố ý liếc Diệp Quân một cái. Diệp Quân chỉ biết câm nín. Tả Nhạn cười hì hì, huynh ấy là Diệp Quân, là người tốt ạ. Bà Dư liếc Diệp Quân rồi nói, đi ngủ thôi. Sau đó, bà ấy kéo Tả Nhạn rời đi. Tả Nhạn quay lại vẫy tay với Diệp Quân, cô gái này rất hoạt bát, lại vô lo vô nghĩ. Diệp Quân về nhà mình, đạo sĩ Trương vẫn không thấy bóng dáng đâu nên hắn tự về phòng mình rồi nằm lên giường. Đúng lúc này, Diệp Quân chợt ngồi bật dậy, không biết từ khi nào lại có thêm một người xuất hiện trong phòng hắn, mà lại chính là bà Dư kia. Diệp Quân cau mày nhìn bà ấy. Bà Dư cũng nhìn hắn với ánh mắt u ám, chứ không nói gì. Diệp Quân thầm nghĩ, Tháp gia, người đánh lại bà ta không? Tiếu Tháp đáp, hơi bị coi thường nhau đấy, ngày xưa ta với cha ngươi còn đánh được cả ông nội ngươi đấy. Sau đó ta được tung hô là dưới tam kiếm ta là vô địch, trên tam kiếm thì thôi. Nhưng hảo hán không nhắc lại chuyện cũ, đều qua cả rồi. Diệp Quân. Bà Dư đứng trong phòng, trên người mắc bộ đồ màu đen, mà trong phòng đang tối nên trông bà ấy càng u ám hơn. Bà ấy cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Quân với ánh mắt sâu thăm thẳm, khiến ai thấy cũng phải lạnh sống lưng. Đương nhiên Diệp Quân không hề bị dọa sợ, hắn ngồi dậy rồi bình tĩnh hỏi, có việc gì không? Bà Dư nhìn hắn hồi lâu rồi nói, tránh xa tiểu thư nhà ta ra. Diệp Quân cau mày, ta với tiểu thư nhà bà chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè. Bà Dư liếc nhìn Diệp Quân, chàng trai, ta khuyên cậu tránh xa tiểu thư nhà ta ra là muốn tốt cho cậu đấy. Diệp Quân, đây là chuyện riêng giữa ta và cô ấy, không liên quan đến bà, hiểu chưa? Bà Dư híp mắt lại. Diệp Quân nhìn thẳng vào bà ấy rồi nói, là hạ nhân thì cần phải biết thân phận của mình, nhớ chưa? Bà Dư chậm chậm nắm bàn tay phải lại. Còn Diệp Quân thì vẫn rất bình tĩnh. Đúng lúc này, cửa chợt mở ra. Đạo sĩ Trương đi vào, y cười nói, sao hôm nay bà Dư lại rảnh rỗi mà sang nhà ta chơi thế này? Thấy đạo sĩ Trương đi vào, bà Dư lạnh lùng lườm Diệp Quân rồi quay người bỏ đi. Bà ấy đi rồi. Đạo sĩ Trương mới cười nói với Diệp Quân, sao cậu lại chọc vào bà ấy? Diệp Quân lắc đầu, ta có làm gì đâu, chỉ làm quen với cô gái hàng xóm thôi mà bà ta đã loạn lên rồi. Tả Nhạn ư? Đạo sĩ Trương tỏ vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu. Đạo sĩ Trương trầm mặc. Diệp Quân hỏi, sao thế? Y đáp, cô gái ấy không đơn giản đâu. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thấy thế. Đạo sĩ Trương cười nói, cô ấy khác với mọi người ở đây, vì một lý do đặc biệt nào đó nên cô ấy mới chủ động được đưa vào trong này. Hơn nữa, phía sau cô ấy là một thế lực rất lớn. Người phụ nữ ban nãy nói không sai đâu, cậu nên bớt tiếp xúc với cô ấy lại, như thế mới tốt cho cậu. Nhưng rõ ràng bà Dư đã đánh giá thấp lai lịch của cậu rồi. Diệp Quân, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đạo sĩ Trương gật đầu, cô gái đó rất được. Vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, nhưng có lúc hơi bị nhiệt tình quá khiến người khác không đỡ được. Diệp Quân, cô ấy được cố tình đưa đến đây à? Đạo sĩ Trương gật đầu, đương nhiên, phúc phận của cô ấy cũng lớn lắm, khéo còn hơn cậu đó. Vì thế, khi được đưa đến đây không hề bị bài xích chút nào. Diệp Quân tò mò hỏi, nhưng cô ấy đến đây làm gì? Đạo sĩ Trương, tìm cơ duyên. Diệp Quân cau mày. Đạo sĩ Trương, cậu cũng thế còn gì? Diệp Quân lắc đầu, cơ duyên không có tác dụng gì với ta cả, ta chỉ bị đưa nhầm vào đây thôi. Đạo sĩ Trương, thôi kệ đi, nếu đã vào đây rồi thì cứ ở lại một thời gian, nơi này không đơn giản, khéo cậu lại gặp cơ duyên lớn đấy. Diệp Quân khẽ thở dài,
Đạo sĩ Trương, cậu nghỉ ngơi đi. Dứt lời, y quay người bỏ đi. Diệp Quân nằm trên giường rồi thầm nghĩ, phải nghĩ cách liên lạc với tỷ tỷ, để tỷ ấy nghĩ cách mới được. Tiểu Tháp, liên lạc kiểu gì? Diệp Quân, khéo Tả Nhạn biết cách, mai ta sẽ nói chuyện với cô ấy. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Diệp Quân đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh ngủ. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy người gõ cửa chính là Tả Nhạn. Diệp Quân cười trừ hỏi, cô làm gì thế? Tả Nhạn lập tức kéo hắn bỏ chạy. Diệp Quân. Tả Nhạn kéo Diệp Quân ra khỏi tiểu viện xong thì chạy tiếp trên phố. Loáng cái, cô ấy đã kéo hắn đến một khe núi. Sâu trong khe núi này có một thác nước tự nhiên cao gần trăm trượng khiến người ta rất chấn động. Phía sau thác nước là một rừng cây xanh mướt, thác nước chảy từ trên đỉnh vách núi xuống nên tạo ra âm thanh rất lớn. Một cảnh tượng hùng vĩ. Diệp Quân ngoảnh sang nhìn Tả Nhạn, cô ấy mỉm cười thần bí nói, đi thôi. Sau đó, cô ấy chạy ra xa. Diệp Quân thoáng do dự rồi cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi theo Tả Nhạn đến gần thác nước kia, nhìn ở cự ly gần càng khiến người ta thất kinh hơn. Tả Nhạn kéo Diệp Quân men theo rìa thác nước leo lên vách núi, lúc hắn đang không hiểu ra làm sao thì cô ấy đã chỉ về một phía gần đó. Diệp Quân nhìn theo thì thấy có một con đường nhỏ tối thẳng ra sau thác nước. Diệp Quân hơi ngỡ ngàng, Tả Nhạn không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn hắn đi tiếp. Loáng cái, cô ấy đã dẫn hắn ra sau thác nước. Phía sau đó có một hang động, vừa vào trong, Diệp Quân đã thấy một bầu không khí vừa mát vừa ẩm, cách biệt hoàn toàn với khí hậu khô nóng ở bên ngoài. Bên trong hang hơi tối và bí, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đá trên vách tường. Tả Nhạn dẫn Diệp Quân đi vào sâu bên trong. Diệp Quân tò mò hỏi, đây là nơi nào? Tả Nhạn cười đáp, đây là một nơi mà ta tình cờ tìm thấy khi đi chơi đấy, nhưng một mình ta thì không dám vào sâu bên trong. Diệp Quân nhìn Diệp Quân, không ngờ cô nhóc này cũng hơi nhát gan. Hai người đi sâu vào bên trong, càng đi thì càng thấy yên lặng, may mà vẫn có ánh sáng phát ra từ đá nên bớt tĩnh mịch đi phần nào. Diệp Quân phát hiện hang động này rất sâu, họ đã đi gần 15 phút rồi mà vẫn chưa đi hết. Tả Nhạn thì vừa đi vừa chụp ảnh liên tục. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ, họ cũng đã nhìn thấy cửa động. Đến đích rồi. Diệp Quân và Tả Nhạn đi tới đó. Diệp Quân quan sát cửa động thì thấy là một cánh cửa đá không có gì đặc biệt cả. Lúc này, Tả Nhạn chợt tiến lên rồi đá vào cánh cửa. Cánh cửa rung lên rồi chậm chậm nâng lên. Diệp Quân hơi thất kinh nhìn Tả Nhạn, còn cô ấy thì cười he he nói, đi thôi. Diệp Quân vội hỏi, thế là mở được cửa à? Tả Nhạn, ừ. Diệp Quân thấy hơi khó tin. Sau khi đi qua cánh cửa, họ nhìn thấy ngay một thôn trang nhỏ chỉ có hơn chục ngôi nhà đều mới xây một cách sơ sài. Không gian im ắng. Diệp Quân thấy hơi là lạ. Tả Nhạn cũng thấy vậy, cô ấy tò mò quan sát xung quanh. Hai người đi tiếp vào trong thôn, sau đó phát hiện ở đây vô cùng yên tĩnh, không hề có một sinh vật sống nào. Lúc này, Tả Nhạn chợt kéo Diệp Quân đi sang bên phải. Đang lúc Diệp Quân thấy lạ thì Tả Nhạn đã kéo hắn đến trước một ngôi nhà lá đơn sơ. Diệp Quân ngoái nhìn Tả Nhạn thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân giật mình rồi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà lạ, sau đó nghĩ thầm, Tháp gia, người có cảm thấy có người không? Tiểu Tháp trầm mặc rồi nói, ta là thứ vô dụng. Đầu Diệp Quân đầy vạch đen. Sao giờ Tháp gia lại kém cỏi vậy? Cánh cửa của ngôi nhà lá chợt bật mở, một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Ông ấy mặc áo bào màu đen sẫm vô cùng đơn giản, không hề có một họa tiết nào, gương mặt thì gầy gò, ánh mắt thâm thúy với vẻ trầm ổn. Khi nhìn thấy Diệp Quân và Tả Nhạn, ông ấy mỉm cười nói, bao năm rồi mới có người đến đây lần đầu, hơn nữa còn có những hai người. Diệp Quân trầm giọng hỏi, các hạ là? Người đàn ông nhìn sờ nắc hắn, không biết đã nhìn thấy gì mà chợt tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó xòe tay ra. Ngay sau đó, Tiểu Tháp đã xuất hiện trong lòng bàn tay ông ấy nhìn Tiểu Tháp rồi nói, nghịch chuyển thời gian. Nói xong, ông ấy cười nói với Diệp Quân, bảo sao trên người cậu lại có phúc vận lớn thế.
Nói xong, ông ấy chậm chậm trả lại tiểu tháp cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lại rồi nghĩ thầm, tháp ra, người không biết phản kháng à? Tiểu tháp, người mau hoàn thành nhiệm vụ đi, mẹ kiếp. Ta muốn đột phá. Diệp Quân. Người đàn ông lại nhìn sang Tả Nhạn rồi cười nói, chẳng trách cô có thể tìm được đến đây, ra là vậy. Nói rồi, ông ấy lại tỏ vẻ sâu xa khó hiểu. Tả Nhạn cười hỏi, tiền bối là? Người đàn ông cười đáp, ta là Hàn Tuần. Tả Nhạn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, chưa nghe tên này bao giờ. Người đàn ông bật cười lớn. Tả Nhạn, tiền bối vẫn còn sống à? Người đàn ông, cô đoán xem. Tả Nhạn quan sát ông ấy rồi lắc đầu chịu. Người đàn ông mỉm cười nói, ta sống cô độc cả đời, không có người thân, cũng không nhận đồ đệ, cô có muốn làm đồ đệ của ta không? Tả Nhạn chớp mắt hỏi, có được lợi gì không? Người đàn ông, có chứ. Tả Nhạn sáng mắt lên, gì thế? Người đàn ông, cô cứ đồng ý đi rồi biết. Tả Nhạn ngẫm nghĩ rồi nói, ta cũng muốn nhưng sợ người nhà không đồng ý. Người đàn ông, chắc chắn người nhà cô sẽ không đồng ý, bất quá thì ta sẽ tới nói chuyện với họ. Tả Nhạn, thế thì được. Nói rồi, cô ấy quỳ xuống hành lễ. Ha ha. Người đàn ông bật cười ha hả. Lúc này, Tả Nhạn chợt kéo lấy Diệp Quân, sư phụ, huynh ấy cũng khá lắm. Người xem này trông cũng trắng trẻo nõn nà, tổng thể hay ra phết. Diệp Quân. Người đàn ông quay sang nhìn Diệp Quân rồi cười nói, đại đạo của cậu ấy không hợp với ta nên không làm đồ đệ được. Tả Nhạn nói nhỏ với Diệp Quân, không sao, sau này ta sẽ dạy cho huynh. Diệp Quân nói với cô ấy, cảm ơn. Người đàn ông chợt xòe tay ra, một cuốn cổ tịch xuất hiện. Ông ấy đưa nó cho Tả Nhạn, cô ấy nhận lấy rồi tò mò hỏi, đây là gì vậy hả sư phụ? Người đàn ông, con hay học theo nó trước, thời cơ tới thì sư phụ sẽ đến tìm con. Tả Nhạn nhìn người đàn ông, đây không phải bản thể của sư phụ ạ. Người đàn ông gật đầu. Tả Nhạn cười nói, vâng. Sau đó, cô ấy cất cuốn cổ tịch đi. Người đàn ông, hai đứa về đi. Tả Nhạn gật đầu, sau đó kéo Diệp Quân rời đi. Sau khi hai người biến mất, người đàn ông mỉm cười rồi biến thành ảo ảnh, sau đó biến mất, đất trời như có thêm vài thứ gì đó. Cùng lúc này, đạo sĩ Trương đang bày hàng chợt quay phắt người lại, sau đó nhìn chằm chằm lên trời với vẻ hứng thú, hiện thân rồi. Sau đó, cả vực Cửu Châu bên ngoài tiểu trấn đã có vô vàn các khí tức khủng bố bay vút lên cao rồi xông thẳng tới đây. Lúc này, có một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía của tiểu trấn trên một con đường nhỏ ở bên ngoài. Ánh mắt của ông ta chứa đầy vẻ hưng phấn và một chút căng thẳng. Người này chính là Hoè Hầu, chủ của Vũ Châu thuộc vực Cửu Châu. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên sau lưng Hoè Hầu, làm ông ta hơi cau mày lại. Có một người đàn ông trung niên bước tới, người này mặc y phục màu trắng sạch sẽ, toát lên vẻ nho nhã. Người đàn ông trung niên cười nói với Hoè Hầu, đến sớm thế. Hoè Hầu bình thản đáp, Tả Lâu, ông cũng kém cạnh gì đâu. Tả Lâu chính là chủ của Thần Châu. Tả Lâu mỉm cười, sau đó ngẩng lên nhìn về phía tiểu trấn rồi nói, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng chịu hiện thân. Hoè Hầu vẫn chỉ nhìn đăm đăm về tiểu trấn mà không nói gì. Đúng lúc này, trên bầu trời của tiểu trấn chợt có các chất khí màu tím nhạt. Nhìn thấy chất khí ấy, hai người đàn ông đều híp mắt lại. Số mệnh đại đạo. Cả hai lập tức nắm chặt tay thành quyền. Số mệnh đại đạo này không hề bình thường, mà là số mệnh khi vị kia biến mất khỏi Cửu Châu. Nếu ai có được nó thì sẽ rất có lợi cho con cháu của mình sau này. Phải biết rằng trong giới tu luyện, nhiều lúc không chỉ cần có nỗ lực, mà còn cần cả may mắn nữa. Mà trong cõi tục thì vận may là một thứ gì đó rất khó nắm bắt. Song, trong thế giới của người tu luyện thì khác, nó tồn tại một cách thật sự. Ai mà có được số mệnh của đại đạo thì sẽ một bước lên mây. Hơn nữa, các số mệnh đại đạo hiện giờ còn là của vị kia để lại nên càng phi thường hơn. Ánh mắt của hai người đàn ông đều như rực lửa, lúc họ đang định tranh giành các số mệnh đại đạo ấy thì các số mệnh đại đạo đang bay trên cao lại chậm chậm hạ xuống rồi trở lại tiểu trấn. Thấy thế, cả hai người ngẩn ra, sau đó không khỏi cao có.
họ không ngờ các số mệnh đại đạo này lại rút về. Sau đó, Tả Lâu chợt bật cười nói, xem ra chỉ người trong tiểu trấn mới được hưởng rồi. Hoè Hầu Sa sầm mặt, không nói gì. Tả Lâu nói tiếp, nghe nói năm xưa, trấn đó từng giúp vị kia. Giờ xem ra không phải tin đồn, mà là thật rồi. Nói rồi, ông ấy thoáng có vẻ phức tạp, số mệnh trong tiểu trấn đã vượt xa bên ngoài, nếu là tu luyện thì nhất định có thể làm chơi ăn thật. Tiếc là lại có một cấm chế ở đó, không cho người trong trấn ra ngoài tiếp xúc với giới tu hành, thật không hiểu người đó làm vậy để làm gì nữa. Hoè Hầu thờ ơ nói, thì để bảo vệ người trong trấn thôi, tuy không thể tu luyện trong đó, nhưng họ vẫn có thể sống bình an và khỏe mạnh. Đây là một niềm hạnh phúc với hầu hết mọi người rồi. Tả Lâu gật gù, chắc đó chính là mục đích của vị kia thật. Hoè Hầu nhìn chằm chằm về tiểu trấn, số mệnh đại đạo lần này quá phi phàm, chúng ta phải chọn người trước thời hạn thôi. Tả Lâu im lặng nhìn ông ta. Ta không đến muộn chứ? Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Sau đó có một người đàn ông mặc áo bào đen trông rất ngang ngược bước tới. Người này chính là bàn trấn chủ của Bàn Châu. Bàn trấn nhìn hai người kia rồi cười nói, hình như ban nãy, ta đã nhìn thấy số mệnh đại đạo từ phía xa, có nhầm không nhỉ? Hoè Hầu liếc nhìn bàn trấn rồi đáp, lâu rồi không gặp, còn tưởng ông chết rồi cơ. Bàn trấn cười phá lên, ông chưa chết thì ta hẹo thế nào được. Hoè Hầu tỏ vẻ không quan tâm. Bàn trấn khoanh tay rồi nói, đừng nói là ông muốn giết ta đấy nhé, nhưng tiếc là không được đâu, ha ha. Được rồi. Lúc này, Tả Lâu ở cạnh đó chợt đứng ra giảng hòa, này hai vị, chúng ta nên bàn chuyện chính đi thì hơn. Vị đó hiện thân, số mệnh đại đạo xuất hiện, hai vị cũng đã biết số mệnh của người đó cũng chính là số mệnh của Cửu Châu nên có ý nghĩa rất lớn. Mà bây giờ, chắc chắn trong trấn đã có người lấy được số mệnh ấy rồi. Vì thế, chắc chúng ta cần liên thủ để phá phong ấn trước thời hạn, sau đó vào trong đón người. Bàn trấn cười nói, ta thấy được. Hoè Hầu vẫn chỉ im lặng. Tả Lâu nhìn về phía tiểu trấn rồi nói, nếu thế thì chúng ta bắt đầu ngay thôi. Hoè Hầu chợt nói, ban nãy ta đã nhìn thấy có bốn đường số mệnh Cửu Châu, giờ tính chia thế nào? Tả Lâu, vẫn quy tắc cũ, sau khi vào trong thì tự đi chọn người, sau đó xem ai đón được nhiều người hơn. Hoè Hầu và bàn trấn đều im lặng. Tả Lâu, chuẩn bị một chút đi, mai sẽ phá phong ấn. Dứt lời, ông ấy quay người bỏ đi. Bàn trấn và Hoè Hầu cũng đi luôn. Trong tiểu trấn, Diệp Quân và Tả Nhạn rời khỏi hang động xong thì đã quay về nhà. Mà lúc này, bà Dư bất chợt xuất hiện, Tả Nhạn lập tức chớp mắt và mỉm cười với bà ấy. Bà Dư nhìn Diệp Quân đứng cạnh đó rồi nói, đi thôi. Dứt lời, bà ấy đã kéo Tả Nhạn rời đi. Xong, Tả Nhạn vẫn cố quay lại vẫy tay với Diệp Quân. Sau đó, Tiểu Tháp chợt lên tiếng, người ban nãy không đơn giản đâu. Diệp Quân, người nói sư phụ của Tả Nhạn ư? Tiểu Tháp, ừ. Diệp Quân gật đầu rồi nói, nơi này đúng là đầm rồng hang hổ. Nói xong, hắn như cảm thấy gì đó rồi chợt ngẩng đầu lên, sau đó chỉ thấy có bốn chất khí màu tím nhạt chậm chậm rơi xuống. Diệp Quân thấy hơi là lạ, số mệnh đại đạo. Tiểu Tháp, số mệnh này được phết. Lúc này, một số mệnh đại đạo chợt bay về phía tiểu viện của Diệp Quân. Thấy thế, hắn mỉm cười, nhưng ngay sau đó đã cau mày, vì số mệnh kia lại bay sang nhà sát vách. Không phải sang nhà của Tả Nhạn, mà là nhà bên trái. Diệp Quân lập tức đen mặt. Mẹ kiếp! Số mệnh này mắt mũi để đâu thế không biết. Hắn thoáng do dự rồi trèo tường sang nhà bên cạnh, sau đó nhìn thấy có một đôi nam nữ đang bận rộn. Người đàn ông gánh nước, người phụ nữ thì dệt vải. Hắn biết cả hai người này. Đó chính là Tông Nạp và Nhạc Liễu. Số mệnh đại đạo chậm chậm rơi xuống đỉnh đầu của Tông Nạp, mà lúc này đôi Uyên Ương cũng đã nhìn thấy nó. Cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Tông Nạp bỏ thùng nước trong tay xuống, sau đó xòe tay ra. Số mệnh đại đạo khi đã rơi vào tay gã, khiến toàn thân gã được bao phủ bởi chất khí màu tím trông rất chói lòa. Tông Nạp thấy hơi bất ngờ. Nhạc Liễu cũng bỏ miếng vải lại rồi đứng dậy, sau đó đi tới cạnh Tông Nạp, đây là... Tông Nạp lắc đầu,
không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn là đồ quý. Nói xong, gã bỏ chất khí ấy vào tay Nhạc Liễu. Cô ấy sững người rồi nhìn lại gã. Tông Nạp cười nói, cho muội đấy. Nhạc Liễu lắc đầu, cô ấy vừa định từ chối thì ngay sau đó như cảm nhận được điều gì đó nên nhìn xuống chất khí trong tay mình thì thấy nó rung lên rồi lại bay sang tay của Tông Nạp. Cả hai đều sững sờ. Tông Nạp mỉm cười, sau đó lại đưa chất khí cho Nhạc Nhiễu, muội là vợ ta, chúng ta sẽ cùng sở hữu nó. Dứt lời, gã quay đi gánh nước tiếp. Nhạc Liễu cầm chất khí kia với vẻ bàng hoàng, lúc này, chất khí ấy chợt nhạt màu rồi như sắp biến mất. Nó hơi rung lên, sau đó hóa thành một tia sáng tím chui vào mi tâm của Nhạc Liễu. Quỳnh! Loáng cái, toàn thân Nhạc Liễu đã xuất hiện một màn sáng tím. Thấy thế, Tông Nạp đang gánh nước gần đó thấy vô cùng kinh ngạc. Nhạc Liễu nắm chặt đôi tay lại với vẻ căng thẳng, một lát sau, trong mắt cô ấy xuất hiện một tia sáng tím. Diệp Quân ngồi trên tường đã chứng kiến tất cả, số mệnh của cô gái này chắc sẽ thay đổi rồi. Dù hắn công nhận số mệnh đại đạo này rất phi thường, nhưng điều khiến hắn thấy hơi khó hiểu là sao nó không chọn mình. Đương nhiên, hắn cũng không quá coi trọng số mệnh đại đạo, dẫu sao số mệnh với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ dựa vào người nhà thôi. Đúng lúc này, cửa tiểu viện chợt mở ra, Diệp Quân vội vàng nhảy xuống, người mở cửa chính là đạo sĩ Trương. Y vội chạy tới cạnh Diệp Quân rồi nói, có lấy được số mệnh đại đạo không? Diệp Quân lắc đầu, không. Đạo sĩ Trương ngẩn ra, không ư. Diệp Quân gật đầu, ừm. Đạo sĩ Trương quan sát hắn, khi thấy trên người hắn không có khí tức của số mệnh Cửu Châu thì lập tức nhíu mày, đúng là không có thật, sao lại vậy chứ? Diệp Quân, số mệnh Cửu Châu. Đạo sĩ Trương, cậu không biết à? Diệp Quân, không. Đạo sĩ Trương, số mệnh Cửu Châu là một loại số mệnh lợi hại nhất ở vực Cửu Châu. Nếu có được thì sẽ thay đổi số phận. Ta không ngờ vận khí của cậu tốt như thế, lẽ ra phải vớ được một cái chứ nhỉ, lạ quá. Diệp Quân tò mò hỏi, sao lại có số mệnh rơi xuống? Đạo sĩ Trương giải thích, vị kia xuất hiện rồi. Diệp Quân, vị kia. Đạo sĩ Trương gật đầu, chính là người khiến nơi đây biến thành phúc địa ấy. Diệp Quân ngẩn ra, chủ của Cửu Châu. Đạo sĩ Trương gật đầu. Diệp Quân trầm mặc. Sau đó, hắn chợt nghĩ tới sư phụ của Tả Nhạn, lẽ nào người đó chính là Cửu Châu chủ? Đạo sĩ Trương chợt nói tiếp, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Diệp Quân cười đáp, tin tốt trước đi. Đạo sĩ Trương, vận khí của Cửu Châu xuất hiện, người bên ngoài chắc chắn không chờ được mà sẽ vào chọn người trước thời hạn. Điều này có nghĩa là cậu có thể ra ngoài rồi. Diệp Quân, tin xấu thì sao? Đạo sĩ Trương, tin xấu là cậu không có số mệnh Cửu Châu, vì thế chưa chắc đã được chọn để mà ra ngoài. Diệp Quân lập tức đen mặt. Diệp Quân hỏi, ý huynh là sẽ có người từ bên ngoài vào đón trước thời hạn à? Đạo sĩ Trương khẽ gật đầu, bọn họ không nhẫn nhịn được nữa, dù sao cũng là khí vận Cửu Châu, có điều cấm chế ở đó vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đón được vài người. Nếu với khí vận của cậu trước đây thì chắc chắn đủ để đón người ra ngoài, nhưng bây giờ phúc vận của cậu quá nhỏ bé so với khí vận Cửu Châu. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hắn không quan tâm đến khí vận Cửu Châu lắm, nhưng hắn tương đối tò mò là tại sao thứ đồ chơi đó lại không chọn mình. Đạo sĩ Trương đột nhiên nói, có lẽ cậu nên tìm Tả cô nương để hỏi thử. Diệp Quân thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu, bọn ta mới gặp mặt. Nhanh như vậy mà đã nhờ cô ấy giúp đỡ thì hơi. Đạo sĩ Trương mỉm cười, nếu đã là bạn bè thì tại sao phải bận tâm nhiều như vậy? Bây giờ cô ấy giúp cậu, sau này cậu giúp cô ấy, vậy là được rồi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, khi đến lúc ta sẽ nói chuyện với cô ấy. Đạo sĩ Trương đột nhiên nói, hôm nay cậu với cô ấy gặp phải người nào à? Diệp Quân nhìn đạo sĩ Trương, không nói gì. Đạo sĩ Trương cười ha ha, ta chỉ tò mò muốn hỏi thôi. Diệp Quân cười, tiền bối hẳn là có mục đích gì mới đến đây đúng không? Đạo sĩ Trương cười nói, cậu Diệp thẳng thắn ghê, khiến ta đây chẳng biết nên đáp thế nào. Diệp Quân nói, tiền bối,
Điều khiến ta càng tò mò hơn là tại sao vị cửu châu chủ kia không cho phép người ở đây rời đi. Đạo sĩ Trương nói, thực ra không cho họ rời đi và để họ sống bình an ở đây cả đời, cũng không phải là điều xấu. Nói đến đây, y cười nói, ở đây, con người không có tai họa và bệnh tật. Tuổi thọ của họ tuy không dài nhưng họ có thể sống hạnh phúc đến cuối đời, ta nghĩ việc đó cũng không tệ. Diệp Quân khẽ gật đầu, ở đây cũng giống như hệ Ngân Hà, chỗ khác biệt là nơi đây có phúc vận bảo hộ, cho nên còn có thể sống hạnh phúc, mà người dân ở hệ Ngân Hà phải sống dưới rất nhiều áp lực. Đạo sĩ Trương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Nhạn ở trong sân, thở dài nói, vận may của cô gái này thật sự rất đáng ghen tị. Diệp Quân gật đầu, cũng không nói gì. Đạo sĩ Trương đột nhiên nhìn Diệp Quân, cậu không ghen tị sao? Diệp Quân mỉm cười, ghen tị cái gì? Đạo sĩ Trương mỉm cười, cậu nhóc, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, ta đã biết cậu có đầu óc thông minh, ta không tin cậu không biết cô ấy có được cơ duyên gì. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta cảm thấy rất tốt mà. Đạo sĩ Trương liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, xem ra ta đánh giá thấp cậu rồi. Diệp Quân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đạo sĩ Trương nói, nếu ta không nhầm, ngày mai bọn họ sẽ hợp lực phá phong ấn. Khi chuyện đó xảy ra, người từ bên ngoài sẽ tiến vào, nếu muốn rời đi thì trước tiên phải liên lạc với Tả Nhạn cô nương. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Sau khi tán gẫu mấy câu, đạo sĩ Trương rời đi. Nhìn đạo sĩ Trương rời đi, Diệp Quân cau mày suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu, mặc kệ đối phương đến nơi này có mục đích gì, cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn ra ngoài sân, vừa ra ngoài thì nhìn thấy Tả Nhạn đang ngồi trên đầu tường, tay cầm một quả dưa chuột đang gặm dở. Nhìn thấy Diệp Quân, Tả Nhạn không nói gì, chỉ lấy ra một quả dưa chuột ném cho hắn. Diệp Quân nhận lấy dưa chuột, cắn một miếng, cười nói. Cảm ơn. Tả Nhạn gật đầu, không nói gì cả. Diệp Quân trèo lên tường, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nói, phải đi à? Tả Nhạn gật đầu, ừ. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng muốn ra ngoài, cô có cách nào không? Tả Nhạn quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, có lẽ hơi mạo muội nhỉ. Tả Nhạn nói, ta không thể bảo đảm. Diệp Quân mỉm cười, không sao, nếu không được thì sau khi ra ngoài giúp ta mang thư đến cho tỷ tỷ ta là được, tỷ ấy sẽ tìm cách đón ta. Tả Nhạn mỉm cười, huynh có tỷ tỷ à? Diệp Quân gật đầu, hắn lấy ra một lá thư đưa cho Tả Nhạn nhận lấy bức thư, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm nay không có sao, không có trăng, cô ấy nói khẽ, mặc dù trước kia ta vẫn luôn muốn rời khỏi đây, nhưng khi thật sự sắp rời đi, ta phát hiện khoảng thời gian ở nơi này thật ra cũng khá tốt, không có đấu đá, mỗi ngày cũng không cần tu luyện, có thể chơi bời tùy thích, sau khi ra ngoài. Nói đến đây, lông mày cô ấy hơi nhíu lại, giữa hai hàng lông mày có chút u buồn. Diệp Quân đột nhiên nói, trở nên mạnh mẽ hơn. Tả Nhạn quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, khi thực lực đủ mạnh thì có thể chơi bời tùy thích. Tả Nhạn cười nói, huynh nói đúng, nhưng việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Diệp Quân gật đầu, cứ từ từ. Tả Nhạn nói, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài. Vừa nói, cô ấy đột nhiên lấy ra một quyển sách cổ từ trong lồng ngực đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân khó hiểu. Tả Nhạn bình tĩnh nói, ta đã chép một bản sao của cuốn sách cổ mà sư phụ đưa cho ta. Diệp Quân nghiêm túc nói, cái này rất quý giá. Tả Nhạn quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, ai thấy thì có phần. Diệp Quân lắc đầu từ chối, đây là cơ duyên của cô. Tả Nhạn cười một tiếng, đừng từ chối. Diệp Quân vốn định từ chối lần nữa, nhưng Tả Nhạn lại nghiêm túc nói, nếu huynh từ chối nữa, ta sẽ không vui. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, không từ chối, cất quyển sách cổ màu đen đi, giống như đang nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi, cô có biết thân phận thật sự của sư phụ cô không? Tả Nhạn nói, cửu châu chủ. Diệp Quân kinh ngạc, cô biết ư? Tả Nhạn gật đầu, lần đầu tiên gặp ông ấy, ta đã biết rồi. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tả Nhạn cắn một miếng dưa chuột rồi nói, cảm giác thôi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy huynh. Ta có cảm giác chúng ta có thể là bạn vậy. Diệp Quân im lặng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta tin vận may của cô nương này rất tốt.
Vận may. Nếu vận may đủ tốt, kéo dài đủ lâu thì sẽ vô cùng kinh khủng. Tả Nhạn đột nhiên nói cho huynh biết một bí mật. Diệp Quân quay đầu nhìn Tả Nhạn, Tả Nhạn cười nói, từ nhỏ ta đã có một khả năng đặc biệt, đó là ta có thể cảm nhận được một người là người tốt hay người xấu. Diệp Quân mỉm cười, thần kỳ vậy à? Tả Nhạn gật đầu, đúng vậy, cha ta nói, đây là năng lực đặc biệt do ông trời ban cho ta. Diệp Quân nói, vậy thì hãy trân trọng năng lực này. Tả Nhạn duỗi người, sau đó nói, quan hệ của huynh với vị đạo sĩ kia thế nào? Diệp Quân nhìn Tả Nhạn, sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy? Tả Nhạn mỉm cười, đạo sĩ kia nửa tốt nửa xấu, huynh phải cẩn thận đề phòng. Diệp Quân gật đầu, được. Tả Nhạn đứng dậy, ngày mai cha ta sẽ vào, lúc đó ta sẽ nói chuyện với ông ấy, thôi đi ngủ đây. Sau đó, cô ấy xoay người nhảy khỏi đầu tường, bước vào phòng. Trên tường thành, Diệp Quân nằm xuống, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, bất kể thế nào, hắn cũng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi đi ra ngoài, hắn sẽ xem có thể giúp con nhóc Táng Cương nhớ ra chút gì hay không, lúc ấy nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Thực lực được khôi phục. Thắp sáng ô cuối cùng. Thực sự hơi mong chờ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Quân đã đứng dậy khỏi giường. Hắn bước ra ngoài, thị trấn nhỏ trông vẫn như cũ, không có thay đổi gì đáng kể. Dường như nhận ra điều gì đó, Diệp Quân đi sang phòng bên cạnh gõ cửa phòng Tả Nhạn. Tuy nhiên, không có phản hồi. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy căn phòng trống rỗng. Trên bàn có một mảnh giấy trắng có dòng chữ, xin lỗi. Diệp Quân nhíu mày, rõ ràng Tả Nhạn đã bị dùng vũ lực bắt đi. Cô ấy đã vội vã rời đi. Diệp Quân rời khỏi phòng và đi đến thị trấn nhỏ bên ngoài. Thị trấn vẫn giống như thường lệ. Hắn đi đến chỗ đạo sĩ Trương thường dựng quầy hàng, nhưng không thấy đạo sĩ Trương đâu cả. Sắc mặt Diệp Quân trở nên trầm xuống. Hắn trở lại sân của mình. Đang định bước vào sân, hắn chợt quay lại nhìn. Trước nhà bên cạnh, một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện. Cách người phụ nữ không xa là một ông già mặc áo choàng đen. Người đàn ông và người phụ nữ đó chính là Tông Nạp và Nhạc Liễu. Tông Nạp nắm lấy tay Nhạc Liễu, càng nói càng lo lắng. Diệp Quân do dự một chút rồi bước tới. Người đàn ông mặc áo choàng đen liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi thu ánh mắt lại. Tông Nạp nắm chặt tay Nhạc Liễu, hốc mắt hơi đỏ lên, cầu xin, Tiểu Liễu, có thể, đừng ra ngoài được không? Nhạc Liễu hơi cúi đầu, sau một lát lại lắc đầu. Sắc mặt Tông Nạp nhất thời tái nhợt. Nhạc Liễu nhìn Tông Nạp trước mặt, nhẹ nhàng nói, ta không muốn sống một cuộc sống bình thường, ta không muốn cả đời ở nhà giúp chồng dạy con, nhìn thấy mọi thứ chỉ trong một cái liếc mắt. Ta muốn đi ra ngoài và khám phá. Tông Nạp đột nhiên quỳ xuống trước mặt người mặc áo đen, cầu xin, giọng run run nói, cao nhân. Có thể cho ta đi cùng được không? Ta bằng lòng làm bất cứ điều gì. Người áo đen nhìn Tông Nạp đang quỳ gối. Vẻ mặt rất bình tĩnh, mặc dù người dân trong thị trấn nhỏ này có phúc vận rất tốt, nhưng so sánh với thần sắc Nhạc Liễu mang khí vận Cửu Châu mà nói thì thật sự quá kém. Không đời nào ông ta lại nhường một chỗ cho một người không đạt được khí vận Cửu Châu. Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của người mặc áo đen, sắc mặt Tông Nạp càng tái nhợt, liên tục dập đầu. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Nhạc Liễu, đi thôi. Nhạc Liễu khẽ gật đầu rồi bước tới trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen, ông ta đưa cô ấy đi. Tại chỗ, Tông Nạp tiếp tục quỳ lại không ngừng. Tuy nhiên, dù có đập đầu đến chảy máu, người đàn ông mặc áo choàng đen cũng không thèm nhìn. Cách đó không xa, trên đường phố, Nhạc Liễu cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, người đàn ông mặc áo choàng đen bên cạnh cô ấy đột nhiên nói, đừng mềm lòng. Từ giờ phút này trở đi. Cuộc sống của cô và người đó sẽ hoàn toàn khác. Cô sẽ gặp được rất nhiều thiên tài thực sự, còn tên đó, hãy nhớ rằng, những người thuộc các tầng lớp khác nhau ở bên nhau sẽ chỉ mang lại đau khổ vô tận. Nhạc Liễu quay đầu nhìn Tông Nạp, người vẫn đang quỳ lại cách đó không xa. Cô ấy im lặng một lúc rồi rời mắt khỏi Tông Nạp. Ánh mắt cô ấy dần trở nên kiên định. Trên đường phố, Nhạc Liễu và ông lão áo đen đã biến mất, Tông Nạp vẫn đang dập đầu không ngừng. Trán bị rách ra, máu chảy ròng ròng. Lúc này, Diệp Quân đi tới trước mặt Tông Nạp,
nói, bọn họ đi rồi. Tông Nạp dừng lại, nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng co quắp. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Diệp Quân thở dài, nhát kiếm thứ nhất khi lên bờ, chém người thương trước. Tiểu Tháp nói, người phụ nữ kia có dã tâm rất lớn, không phải tiểu huynh đệ này có thể nắm bắt được. Diệp Quân gật đầu. Lúc này, Tông Nạp đột nhiên đứng lên, hơi mờ mịt nhìn về phía ngã tư phía xa, nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng cô ấy sẽ ở lại. Diệp Quân nói, bây giờ ngươi hối hận không? Tống Nạp nhìn về phía Diệp Quân cười nói, biết tại sao cô ấy được chọn không? Bởi vì chính ngươi cho cô ấy luồng khí tím kia, đó chính là khí vận Cửu Châu, người bên ngoài rất coi trọng điều này. Tống Nạp nhẹ giọng nói, thì ra là vậy. Diệp Quân nói, đó vốn là của ngươi. Tống Nạp lắc đầu, không quan trọng nữa. Nói xong, gã quay người rời đi. Lúc này gã như bị rút đi linh hồn, giống một cái xác biết đi. Tiểu Tháp nói, chỉ sợ thằng nhóc này lại làm ra chuyện điên rồ. Diệp Quân nhìn Tông Nạp đang rời đi, loại chuyện này, chỉ có gã tự mình thoát ra. Tiểu Tháp nói, cũng đúng. Diệp Quân trở lại trong viện, đạo sĩ Trương vẫn chưa về, hắn nhìn vào phòng đạo sĩ Trương, sau đó nhẹ giọng nói, đạo sĩ kia mỗi ngày đều thần bí, cũng không biết đang làm gì. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Diệp Quân xoay người đi tới trước cửa. Hắn mở cửa phòng, ngoài cửa là một người đàn ông trung niên xa lạ. Diệp Quân hơi nghi ngờ, ông là... Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ta tên là Tả Lâu. Diệp Quân nói, người nhà Tả Nhạn cô nương à. Người đàn ông trung niên gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, mời vào. Vừa nói, hắn vừa dẫn người đàn ông trung niên vào trong viện. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Quân một lát, sau đó nói, Nhạn Nhi nói với ta rằng người rất tốt, bây giờ xem ra con bé không lừa gạt ta, tuổi còn trẻ nhưng khí độ bất phàm, hiếm thấy. Diệp Quân mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Người đàn ông trung niên nói, hôm qua lúc ta đưa Nhạn Nhi đi, con bé muốn từ biệt ngươi, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên ta không cho con bé tới làm phiền ngươi. Mà sau khi về, con bé luôn nhắc tới ngươi nên ta quyết định đến gặp ngươi. Diệp Quân gật đầu, Tả Nhạn cô nương có lòng rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ngươi không giống người ở đây. Diệp Quân nói, ta là người bên ngoài, vì một số nguyên nhân nên bị đưa tới đây. Người đàn ông trung niên nói, Nhạn Nhi muốn ta đón ngươi ra ngoài, nhưng nhà họ Tả chỉ có thể dẫn hai người ra ngoài, Nhạn Nhi là một. Mà một người khác thì bọn ta cũng đã quyết định trước rồi. Diệp Quân hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không sao. Đối với hắn, bây giờ không thể ra ngoài cũng không sao, bởi vì chỉ cần Tả Nhạn đi ra ngoài liên lạc với Diệp An Tỷ, Tỷ Tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, sao vậy? Người đàn ông trung niên nói, Nhạn Nhi có đưa cho ngươi đồ gì không? Nghe vậy, Diệp Quân nhất thời cảnh giác, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Đồ ư? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cười nói, cô ấy thường xuyên cho ta dưa leo. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc, sau đó nói, thật sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn người đàn ông trung niên rời đi, Diệp Quân híp mắt lại, mục đích người đàn ông này tới chủ yếu là sợ Tả Nhạn cho mình gì đó. Đồ Cửu Châu chủ cho, Tả Nhạn có thể không coi trọng, nhưng gia đình cô ấy nhất định sẽ rất coi trọng, không chỉ gia đình cô ấy, mà ngay cả người trong toàn bộ vực Cửu Châu cũng rất coi trọng. Hắn cần cẩn thận hơn mới được, tránh để bị khắp nơi đuổi giết. Bên ngoài, Tả Lâu theo đường phố đi ra ngoài. Bên cạnh ông ta có thêm một người phụ nữ, chính là bà Dư kia. Bà Dư trầm giọng hỏi, tộc trưởng, vì sao không giết hắn? Tả Lâu quay đầu nhìn về phía bà Dư, người cảm thấy Nhạn Nhi thích hắn à? Bà Dư trầm giọng nói, không biết, nhưng ta thấy giết là tốt nhất. Tả Lâu lắc đầu, không cần, Nhạn Nhi ở đây nhận được cơ duyên lớn, tiền đồ sau này vô hạn, nếu ta giết người này. Sau này sẽ có khoảng cách giữa cha con, vì một chuyện nhỏ mà cha con bất hòa thì không đáng. Bà Dư muốn nói gì đó,
Tả Lâu tiếp tục nói, hơn nữa, thiếu niên kia không đơn giản, mặc dù còn trẻ nhưng lại khiêm tốn, không kiêu ngạo, ung dung điềm tĩnh, hắn không phải người bình thường, không nên kết ác duyên. Bà Dư trầm giọng nói, vậy tại sao tộc trưởng không đưa hắn ra ngoài? Tả Lâu cười nói, không phải vì lo lắng sao? Nhạn Nhi coi trọng hắn như vậy, nếu bây giờ đưa hắn ra ngoài, nhỡ đâu hắn và Nhạn Nhi xảy ra chuyện gì đó không phải chuyện tốt gì. Bây giờ Nhạn Nhi đã đạt được truyền thừa của vị kia, phu quân tương lai của con bé nhất định phải là một trong những thế gia vạn cổ đỉnh cấp của nền văn minh cấp chính mới được. Bà Dư gật đầu, không nói gì nữa. Tả Lâu, đi thôi. Rất nhanh, hai người biến mất ở cuối đường phố. Sau khi Tả Lâu rời đi, Diệp Quân đang muốn trở về phòng, lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền tới bước chân. Diệp Quân quay đầu nhìn, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước tới. Người đàn ông trung niên đi tới, cười nói, ta tên Bàn Chấn, đi ngang qua đây, vừa thấy người nọ đi vào nói chuyện gì đó với ngươi, nên tò mò tới xem chút. Diệp Quân cười nói, cũng không nói gì cả, chỉ hỏi bừa vài câu mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, hỏi bừa vài câu. Diệp Quân gật đầu. Bàn Chấn đột nhiên nói, ngươi biết con gái Tả Nhạn của ông ta sao? Diệp Quân gật đầu, biết. Bàn Chấn hỏi, bạn bè à? Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Vẻ mặt Bàn Chấn nhất thời suy tư. Diệp Quân nhìn người trước mặt, người này không đứng đắn lắm. Bàn Chấn đánh giá Diệp Quân, đột nhiên nở nụ cười cổ quái. Diệp Quân. Bàn Chấn cười nói, thằng nhóc, người có muốn ra ngoài không? Đi ra ngoài. Diệp Quân chớp mắt, sau đó nói, đi đâu? Bàn Chấn cười nói, đương nhiên là đi ra bên ngoài, biết bên ngoài không? Sau khi đi ra ngoài, có thể tu luyện, có thể bay lên trời, chui xuống đất, còn có thể trường sinh bất tử đấy. Vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại, có phải ông đang lừa ta đi ra ngoài làm lao động khổ sai phải không? Sắc mặt Bàn Chấn nhất thời u ám, ngươi nhìn ta giống kẻ lừa đảo lắm à? Diệp Quân gật đầu. Sắc mặt Bàn Chấn xám như cho tàn. Diệp Quân, phòng bị, nói, đi ra ngoài không hề tốt chút nào, nghe nói bên ngoài giết người không phạm pháp, ở đây vẫn an toàn hơn. Thằng nhóc ngốc. Bàn Chấn cười nói, ngươi thì biết gì chứ, sau khi đi ra ngoài, ngươi có thể tu luyện, biết tu luyện không? Phất tay một cái là có thể long trời lở đất, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ tăng rất nhiều, còn có thể sống rất lâu. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, không thể nào. Tiểu Tháp. Bàn Chấn nghiêm túc nói, ta không lừa ngươi, ngươi theo ta ra ngoài, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi trải sự đời. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, có trả tiền không? Mẹ kiếp! Bàn Chấn khó tin nhìn Diệp Quân, ngươi có biết ở đây có bao nhiêu người muốn đi ra ngoài không? Ta đưa ngươi ra ngoài ngươi còn đòi tiền ta hả? Diệp Quân lắc đầu, quả quyết từ chối, không trả tiền thì ta không đi. Mặt Bàn Chấn u ám, ông ta yên lặng một lát. Sau đó nói, được, ta cho ngươi tiền. Diệp Quân nở nụ cười, được. Bàn Chấn nói, ngươi chờ ở đây, ngày kia ta tới đón ngươi. Vừa nói, ông ta vừa xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nhớ đấy. Đừng chạy lung tung. Diệp Quân gật đầu, được. Sau khi Bàn Chấn rời đi, Diệp Quân ở trong viện đột nhiên nói, người này nhìn chúng mình ở điểm nào nhỉ? Hắn nghe đạo sĩ Trương nói, mặc dù vận may của hắn không nhỏ, nhưng trên người không có khí vận cửu châu, nếu so sánh thì người mang khí vận cửu châu sẽ tốt hơn. Vì vậy hắn hơi nghi ngờ. Nhưng cũng tốt, người này nhìn ngốc nghếch, không có vấn đề gì lớn. Bên ngoài. Sau khi Bàn Chấn rời khỏi sân, một ông lão cung kính nói, tộc trưởng, ngài chắc chắn muốn chọn người này sao? Bàn Chấn cười nói, ngươi cho là ta đang nói đùa sao? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tại sao? Bàn Chấn cười nói, có phải ngươi cho rằng thằng nhóc này không có khí vận cửu châu nên không đáng để chúng ta lãng phí một chỗ không? Ông lão gật đầu, ừ. Bàn Chấn khẽ lắc đầu, nói, ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Ông lão hơi nghi ngờ, kỳ lạ. Bàn Chấn gật đầu, ngươi nhìn đi, trong ba viện này. Bên trái có khí vận cửu châu, bên phải có truyền thừa vị kia,
nhưng giữa viện không có gì cả, người cảm thấy bình thường sao? Ông lão khẽ nhíu mày, không phải điều đó chứng tỏ hắn không đủ phúc vận khí. Bàn Chấn lắc đầu cười nói, ta điều tra thì phát hiện rằng thằng nhóc này là bạn của con nhóc nhà họ Tả, lần này Tả Lâu đến gặp hắn, chắc là do nha đầu kia nhờ muốn dẫn hắn ra ngoài, nhưng hiển nhiên, Tả Lâu không vừa ý với tên này. Ông lão càng nghi ngờ, ông ta không thích, chẳng phải càng chứng tỏ người trẻ tuổi này không tốt sao? Bàn Chấn nhìn ông lão, ông ta có thích hay không không quan trọng, chỉ cần con gái ông ta thích là được. Ông lão. Bàn Chấn khẽ cười, sau đó nói, con nhóc kia đúng là không đơn giản, lại có thể được vị kia để ý, không thể không nói, Tả Lâu vẫn rất quyết đoán, ban đầu ông ta để con nhóc đó đi vào, 30 năm không yêu cầu bất kỳ hạn ngạch nào, chúng ta còn đều cười nhạo ông ta, bây giờ chúng ta đều là tên hề. Vừa nói, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn sân mà Diệp Quân ở, người trẻ tuổi này phúc vận cao như vậy, không thể nào không có khí vận Cửu Châu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có, thì có khả năng khí vận Cửu Châu không có tư cách vào người hắn. Ông lão sửng sốt. Đột nhiên có thể đi ra ngoài được, chắc chắn là một điều bất ngờ đối với Diệp Quân. Diệp Quân muốn đến tìm đạo sĩ Trương để từ biệt, nhưng cả một ngày hắn vẫn chưa gặp được đạo sĩ đó. Buổi tối, Diệp Quân về đến sân của nhà mình, vừa vào trong sân, hắn đã nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền từ nhà bên cạnh đến. Hắn vội vàng quay người đi đến sân nhà Tông Nạp, bên trong sân, một người phụ nữ đang ôm lấy Tông Nạp gào khóc. Diệp Quân cau mày, bước nhanh đi đến trước mặt hai người, lúc này sắc mặt Tông Nạp tái nhợt như tờ giấy, cổ họng có một vết cắt. Rõ ràng là đã tự sát, nhưng vẫn chưa chết. Người phụ nữ ôm lấy Tông Nạp khóc lớn, nhưng sắc mặt Tông Nạp đã tái nhợt, không còn ý chí sống. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta nói chuyện chút đi. Tông Nạp lắc đầu. Diệp Quân nói, ngươi cảm thấy ngươi chết như vậy, có ý nghĩa sao? Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quân, sống cũng không có ý nghĩa. Diệp Quân tức giận nói, không có ý nghĩa sao? Mẹ ngươi đã già như vậy rồi, ngươi sống không có ý nghĩa sao? Tông Nạp nhìn người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt, nước mắt chảy dài. Diệp Quân tiếp tục nói, không có phụ nữ, ngươi không thể sống tiếp hả? Tông Nạp lắc đầu, ta và cô ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã hứa hẹn ở bên nhau rồi, cả đời này ta chỉ muốn cưới cô ấy, cùng cô ấy sống hết phần đời còn lại này. Mà bây giờ, tất cả đã không còn nữa rồi. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy ngươi còn chưa thấy rõ thực tế sao? Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quân nhẹ nhàng nói, trong lòng cô ấy. Thế giới bên ngoài quan trọng hơn ngươi nhiều, điều này có nghĩa là cô ấy căn bản không có tình cảm sâu đậm với ngươi như vậy, vì một người phụ nữ không yêu ngươi mà chết đi như vậy, ngươi cảm thấy đáng sao? Tông Nạp im lặng. Diệp Quân tiếp tục nói, ngươi biết không, nếu bây giờ ngươi chết ở đây, một ngày nào đó cô ấy biết được tin này, cô ấy sẽ càng coi thường ngươi hơn, nữa, cô ấy sẽ cho rằng cô ấy rời xa ngươi là đúng. Người muốn thông qua cái chết để đổi lấy sự thương cảm của cô ấy là một ý tưởng ngu xuẩn. Tông Nạp nắm chặt hai tay. Diệp Quân nói tiếp, chết như vậy là một cái chết hèn nhát, chỉ khiến cho cô ấy càng coi thường hơn thôi. Tông Nạp lắc đầu, trong lòng vẫn nguội lạnh như trước. Diệp Quân nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, hắn quay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, người phụ nữ đột nhiên ôm lấy chân hắn. Nói giọng nói run run, vị thiếu gia này, xin ngươi hãy cứu hắn. Ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Vừa nói, bà ta vừa mạnh mẽ cúi lạy Diệp Quân. Diệp Quân đỡ người phụ nữ đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tông Nạp ở bên cạnh, Tông Nạp chậm rãi đứng lên, hắn đi đến trước mặt người phụ nữ, sau đó quỳ xuống, mẹ, con xin lỗi. Người phụ nữ ôm lấy Tông Nạp, khóc lóc thảm thiết. Một lúc sau, Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quân, Diệp huynh, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Diệp Quân gật đầu, được. Người phụ nữ vội vàng nói, hai đứa nói chuyện đi, ta đi làm cơm cho hai đứa. Nói rồi, bà ta quay người rời đi. Sau khi người phụ nữ rời đi, Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quân nói, Diệp huynh, huynh và cô gái Tả Nhạn đó đều không phải là người bình thường đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tông Nạp nhìn Diệp Quân, ta cũng có thể đi ra ngoài sao? Diệp Quân cau mày, vẫn là không buông bỏ được cô ấy sao?
Tông Nạp lắc đầu, ta chỉ muốn tu luyện thôi. Diệp Quân nhìn Tông Nạp mà không nói gì. Tông Nạp tiếp tục nói, Diệp Huynh, Huynh nói đúng, bây giờ ta cứ chết đi như vậy, sẽ chỉ bị cô ấy xem thường hơn thôi. Diệp Quân nói, hối hận vì đã cho cô ấy khí vận đại đạo rồi sao? Tông Nạp lắc đầu, không hối hận, lúc đó ta chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy mà thôi. Trong mối quan hệ này, ta không phụ lòng cô ấy. Bây giờ ta đã hiểu ra, cô ấy thực sự không sai, cái sai chính là cách ta yêu sai rồi, ta quá yếu đuối. Diệp Quân nhẹ nhàng gật đầu, nhiều khi không phải đàn ông không đủ tốt mà là vì ngươi nghèo thôi. Đối với đàn ông mà nói, nghèo chính là cái sai lớn nhất. Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Huynh, nếu như ta muốn đi ra bên ngoài. Diệp Quân lắc đầu, tạm thời ta không thể dẫn ngươi ra ngoài được, nhưng nếu ngươi muốn tu luyện, ta có thể giúp đỡ ngươi. Tông Nạp đột nhiên quỳ xuống, sau đó mạnh mẽ dập đầu một cái. Diệp Quân lấy ra một cuốn sách cổ đưa cho Tông Nạp, đó không phải là cuốn sách cổ mà Tả Nhạn đưa cho hắn, mà là quan huyên pháp của hắn. Ở một nơi như thế này, việc đưa cho Tông Nạp truyền thừa của Cửu Châu chủ sẽ chỉ hại gã mà thôi. Tông Nạp dè dặt cầm lấy cuốn sách quan huyên pháp đó, sau đó cung kính nói, cảm ơn Diệp Huynh, đại ân đại đức của Huynh, sau này mạng của ta chính là của Huynh. Vừa nói, gã vừa mạnh mẽ dập đầu lại. Diệp Quân đỡ gã đứng dậy, sau đó lại để cho gã một ít linh tinh, người ở chỗ này tu luyện cẩn thận, ta sắp phải đi ra ngoài, sau này có cơ hội ta sẽ trở về thăm ngươi, đến lúc đó nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể đưa ngươi đi theo. Tông Nạp gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, về phần mạng của ngươi, hãy sống cho tốt và chăm sóc mẹ ngươi cho cẩn thận đi. Tông Nạp cung kính hành lễ nói, được. Diệp Quân cười nói, nhớ kỹ, người phụ nữ phong lưu thì mặc kệ cô ta ra đi, đàn ông có chí không ép người ở lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tông Nạp nắm chặt cuốn sách quan huyên pháp trong tay, ánh mắt kiên định. Diệp Quân lại đi đến chỗ đạo sĩ Trương thường dựng sạp một lần nữa. Nhưng hắn vẫn không gặp được đạo sĩ Trương, như nhớ ra điều gì đó, hắn lại đi đến thôn nơi Cửu Châu chủ từng xuất hiện ở đó. Mà khi hắn vừa đến trước thôn, đã nhìn thấy đạo sĩ Trương, bên cạnh đạo sĩ Trương còn có một vị hòa thượng mặc áo hòa thượng này nhìn dáng vẻ hiền hậu, trang nghiêm, trong tay cầm một chuỗi hạt. Nhìn thấy Diệp Quân, hai người đều hơi kinh ngạc. Đạo sĩ Trương cười nói, cậu Diệp, cậu đến rồi sao? Diệp Quân gật đầu, ta đoán là huynh ở đây. Đạo sĩ Trương nói, tại sao? Diệp Quân cười nói, đoán thôi. Đạo sĩ Trương hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, cậu Diệp, cậu thật thú vị. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, ta sắp phải rời khỏi nơi này nên cố tình đến đây để từ biệt. Đạo sĩ Trương kinh ngạc, rời đi sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đạo sĩ Trương cười nói, chúc mừng. Diệp Quân cười nói, sau này gặp lại. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quân sắp rời đi, đạo sĩ Trương do dự một chút sau đó nói, cậu Diệp, đợi một chút. Diệp Quân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ Trương cười nói, chờ đã. Vừa nói, y vừa quay đầu nhìn về phía hòa thượng cách đó không xa kia. Hòa thượng cau mày lại, rõ ràng là không muốn lắm. Đạo sĩ Trương khẽ mỉm cười nói, tuyệt điên, con người cậu nhóc này rất tốt, cộng thêm việc hắn đã đến đây, chia cho hắn một phần đi. Lợi ích. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay nói, tiền bối, ta không cần lợi ích gì đâu. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì đó không ổn. Đạo sĩ Trương vội vàng ngăn hắn lại nói, cậu bạn, cậu đừng sợ, bọn ta đều là người tốt. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Đạo sĩ Trương vội vàng quay đầu nhìn về phía hòa thượng cách đó không xa, hòa thượng liếc nhìn Diệp Quân, sau đó gật đầu. Đạo sĩ Trương cười ha hả, sau đó nói, cậu bạn, thực sự không dám giấu, hai người chúng ta đến nơi này là vì một thần vật ở đây. Diệp Quân tò mò, thần vật. Đạo sĩ Trương gật đầu, đúng vậy, món thần vật đó tên là đỉnh Cửu Châu, có thể quyết định vận may của Cửu Châu, cực kỳ nghịch thiên, bây giờ chúng ta đã tìm thấy vị trí của đỉnh Cửu Châu, nhưng ngoài đỉnh Cửu Châu,
bên trong đó còn có một số thần vật khác, đến lúc đó chúng ta sẽ chia cho cậu một món. Diệp Quân nhìn đạo sĩ Trương nhưng không nói gì. Đạo sĩ Trương cười nói, cậu yên tâm, hai chúng ta chỉ cầu tiền tài, không hại mạng người. Diệp Quân nói, vậy ta có thể không nhận không? Đạo sĩ Trương cười khổ nói, cậu bạn, cậu thấy ta giống người xấu sao? Diệp Quân gật đầu, hơi giống. Khuôn mặt đạo sĩ Trương cứng đờ. Cách đó không xa, hòa thượng kia đột nhiên nói thật cho hắn biết đi. Đạo sĩ Trương do dự. Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu tiền bối không muốn nói sự thật, vậy thì ta đi đây. Nhìn thấy Diệp Quân thực sự muốn rời đi, đạo sĩ Trương vội vàng nói, cậu bạn, thực ra là như thế này, đỉnh Cửu Châu này là do Cửu Châu chủ để lại, nhân quả rất lớn, hai người chúng ta vô cùng lo lắng không thể chịu đựng được nhân quả này, vì vậy, muốn kéo cậu vào gánh cùng chúng ta một chút, đương nhiên, chúng ta cũng không để cậu phí công vô ích. Các thần vật trong bí cảnh, đến lúc đó cậu có thể tùy ý chọn lấy vài món, ngoài ra, nếu có thiên nguyên tinh cũng đều thuộc về cậu hết. Diệp Quân hơi cau mày, gánh nhân quả. Đạo sĩ Trương gật đầu nói, đúng vậy, đỉnh Cửu Châu chính là thần vật số một của vực Cửu Châu, nó đã đạt tới trình độ văn minh cấp 9, hơn nữa đã từng nhận Cửu Châu chủ là chủ nhân, do đó, nhân quả cực lớn. Hai người chúng ta đều hơi lo lắng. Diệp Quân lắc đầu, ta không gánh nổi. Đạo sĩ Trương cười nói, thực không dám giấu, ta đã xem số mệnh của cậu, ta phát hiện ra mạng của cậu rất cứng rắn, cậu có thể gánh được nổi. Diệp Quân tò mò nói, cứng đến mức nào? Đạo sĩ Trương lắc đầu, không xem được giới hạn, dù sao cũng là rất cứng rắn, nếu như cậu đồng ý cùng nhau chống chọi, sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Quân liếc mắt nhìn hai người, không nói gì, hắn khá kinh ngạc, không ngờ hai người này lại muốn kéo hắn vào nhóm, dĩ nhiên, hắn cũng không ngu ngốc đến mức thay hai người họ gánh nhân quả gì đó. Vì vậy, hắn lắc đầu, hai vị tiền bối, chuyện này ta không gánh nổi, các trưởng bối trong nhà đã từng nói. Đi ra bên ngoài, đừng tạo quá nhiều nhân quả, sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Tiểu Tháp. Sau khi Diệp Quân nói xong, quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, hòa thượng ở bên cạnh cau mày, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong mắt hiện lên một bóng đen, nhưng lúc này, đạo sĩ Trương lại lắc đầu nói, để hắn đi đi. Hòa thượng nhìn về phía đạo sĩ Trương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Quân phía xa xa, nhỏ giọng nói, tên nhóc này không đơn giản, chúng ta động vào hắn, có thể sẽ gây ra phiền toái lớn, ta và hắn có một phần thiện duyên, bây giờ không cần biến phần thiện duyên này thành ác duyên. Hòa thượng trầm giọng nói, hắn biết mục đích của chúng ta. Đạo sĩ Trương cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không nói bậy bạ đâu, hắn là một người thông minh. Hòa thượng nhìn về phía đạo sĩ Trương, dường như ngươi rất tán thưởng hắn. Đạo sĩ Trương cười nói, hắn thực sự rất tốt, được rồi, chúng ta bắt tay vào làm việc đi. Nói rồi hai người đi về phía sâu trong thôn ở phía xa. Diệp Quân đi thẳng đến sân trong của mình. Hắn không có hứng thú với thứ gọi là đỉnh Cửu Châu. Bảo vật. Từ trước đến nay, hắn chưa nhìn thấy thứ gì quý hơn tiểu tháp và kiếm thanh huyên, vì vậy, đối với thứ gọi là thần vật này, hắn không có hứng thú. Hơn nữa, đạo sĩ và hòa thượng kia nhìn không giống người hiền lành, không cần trêu chọc. Đêm khuya. Khi Diệp Quân đang ngủ say đột nhiên bị tiếng nổ lớn đánh thức, hắn vội vàng ngồi dậy, chạy ra ngoài sân. Hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía chân trời có luồng sáng mờ, trong luồng sáng đó, mơ hồ thấy hai bóng người đang trôi lơ lửng. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, nói, tháp ra, nhìn thấy không? Tiểu tháp nói, là đạo sĩ và hòa thượng kia. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong tia sáng kia phun ra luồng khí tức đáng sợ. Một tiếng nổ vang lên, tia sáng vỡ vụn, ngay sau đó, hai bóng người đồng thời bị thổi bay. Lúc này, luồng sáng bay về phía Diệp Quân, với tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân chợt thay đổi, xoay người chạy ra khỏi sân. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra khỏi sân, luồng sáng kia đã vững vàng rơi xuống trước mặt hắn. Là một cái đỉnh. Đỉnh rất lớn, cao bằng hai người trưởng thành, thân đỉnh được đúc bằng đồng cứng, hơi có hình bầu dục, đường nét đơn giản lưu loát, bên ngoài có màu xanh đậm, trên đó có những đường vân tinh tế. Mà trong khoảng trống của những đường vân này, có thể nhìn thấy một ít chữ khác trên đó.
Miệng của chiếc đỉnh có hình tròn, các cạnh trơn bóng, hai đầu tay cầm trái phải được trang trí bằng hai con yêu thú, thần thái uy nghiêm, không giận mà uy. Mà bên trong chiếc đỉnh, có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, màu đỏ quỷ dị. Mặc dù Diệp Quân chưa từng nhìn thấy đỉnh Cửu Châu, nhưng hắn biết, thứ trước mặt này chính là đỉnh Cửu Châu mà đạo sĩ và hòa thượng kia muốn tìm. Sao thứ này có thể đến tìm mình? Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Quân chính là chạy. Thứ nhất, hắn không có hứng thú với thứ này, thứ hai, hắn biết thực lực hiện tại của bản thân, nếu có thứ này thì sẽ bị đuổi giết. Nhưng ngay khi hắn nhấc chân chạy, đỉnh Cửu Châu kia cũng đuổi theo. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân nhất thời không nói nên lời, hắn dừng lại, đỉnh Cửu Châu cũng dừng lại. Diệp Quân nhìn đỉnh Cửu Châu, người đi theo ta làm gì? Đỉnh Cửu Châu không nói gì. Diệp Quân lùi về sau vài bước, đỉnh Cửu Châu cũng bay theo bằng đấy bước. Diệp Quân im lặng một hồi, rồi cất đỉnh Cửu Châu đi. Trời cho cơ hội mà không nhận thì sẽ gặp tai họa. Sau khi cất đỉnh Cửu Châu, hắn đi thẳng vào phòng, sau đó lên giường đi ngủ. Trời vừa sáng, Diệp Quân bị tiếng gõ cửa đánh thức, đứng dậy mở cửa, chính là đạo sĩ Trương. Diệp Quân xoa mắt, tiền bối. Đạo sĩ Trương nhìn Diệp Quân, cười nói, vừa dậy à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đạo sĩ Trương đang định nói, Diệp Quân mở miệng xen vào, tiền bối, đêm qua trong trấn có tiếng nổ rất lớn, là các huynh gây ra à? Đạo sĩ Trương khẽ gật đầu, ừ. Diệp Quân bỗng có hứng thú hỏi, tiền bối, các huynh thu được đỉnh Cửu Châu rồi ư? Đạo sĩ Trương nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cau mày, không thu được à? Đạo sĩ Trương hỏi, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Diệp Quân nhíu mày sâu hơn, chuyện đặc biệt. Đạo sĩ Trương nhìn chằm chằm Diệp Quân, đúng vậy. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, chỉ có ồn ào đêm qua thôi, ngoài ra không có gì khác. Đạo sĩ Trương cau mày. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, chính là hòa thượng kia, hòa thượng vừa đến. Thần thức của ông ta đã bao lấy Diệp Quân, dưới thần thức của ông ta, Diệp Quân tựa hồ trong suốt. Chẳng qua, ông ta không thể nhìn thấy bên trong tiểu tháp. Hòa thượng nhìn Diệp Quân, ánh mắt không mấy thiện cảm. Hiển nhiên, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ Diệp Quân, bởi vì đêm qua lúc bọn họ bị đánh bay, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy đỉnh Cửu Châu bay về phía này. Sắc mặt Diệp Quân bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm hắn đã sẵn sàng để tháp gia ra tay. Dù biết tháp gia không đáng tin, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên người tháp gia. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Đạo sĩ và hòa thượng quay đầu nhìn, một người đàn ông trung niên đang bước đến. Người này chính là Bàn Chấn. Bàn Chấn thấy hai người, hơi ngạc nhiên. Hai người cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Bàn Chấn. Rõ ràng hai bên đều biết nhau. Bàn Chấn cười nói, hai người các ngươi cùng nhau xuất hiện ở đây, khiến ta hơi bất ngờ đấy. Đạo sĩ Trương cũng cười nói, hóa ra là tộc trưởng Bàn Chấn, thật trùng hợp. Bàn Chấn nhìn Diệp Quân đang đứng một bên, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Đạo sĩ Trương quay đầu nhìn Diệp Quân, ông ta đến đón ngươi à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đạo sĩ Trương không nói gì. Ánh mắt hòa thượng hơi u ám. Bàn Chấn nhìn Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi đến sau lưng Bàn Chấn. Bàn Chấn nhìn hai người đạo sĩ Trương, cười nói. Nếu hai vị rảnh rỗi, thì có thể ghé Bàn Châu làm khách. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Quân đi. Hòa thượng đột nhiên nói, chắc chắn đỉnh Cửu Châu ở trên người hắn. Đạo sĩ Trương gật đầu. Hòa thượng nhìn đạo sĩ Trương, cứ nhượng bộ như vậy sao? Đạo sĩ Trương khẽ thở dài. Hòa thượng, Phật gia ngươi tu đạo nhân quả, chẳng lẽ không thấy thằng nhóc này không đơn giản ư? Hòa thượng im lặng. Đạo sĩ Trương nói tiếp, ta đã bói cho thằng nhóc này một quẻ, vận mệnh của hắn quá cứng, còn cứng hơn cả rùa đen, hai chúng ta không thể giết hắn. Hòa thượng nhìn đạo sĩ Trương, ngươi dám khẳng định mình xem đúng không? Đạo sĩ Trương cười, dự báo tương lai có thể không chính xác, nhưng đoán mệnh cách, tuyệt đối chính xác. Vì mệnh cách này thực sự có ở đó. Hòa thượng trầm mặc hồi lâu, thấp giọng thở dài, xem ra,
ta và ngươi chưa đủ phúc vận. Đạo sĩ Trương gật đầu, cái đỉnh cửu châu kia có linh tính, hiển nhiên, chúng ta không phải người nó nhìn chúng, chẳng qua, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đi thôi, ha ha. Nói xong y xoay người rời đi. Mặc dù hòa thượng không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác, ông ta biết Diệp Quân có vấn đề, nhưng người mà ngay cả đạo sĩ cũng không dám động vào thì ông ta cũng hơi kiêng dè. Bên ngoài, Bàn Chấn dẫn Diệp Quân ra khỏi thị trấn, trên đường đi, ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, người biết bọn họ sao? Diệp Quân nói, biết, nhưng không quá thân. Bàn Chấn khẽ gật đầu, người phải cẩn thận với hai người này, bọn họ không phải người của vực Cửu Châu, đến từ nền văn minh khác. Nói đến đây, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân, dù sao thì, sau này ngươi cứ đi theo ta, biết chưa hả? Diệp Quân gật đầu. Được được. Bàn Chấn dẫn Diệp Quân đến lối ra vào của trấn, nơi đó có một ông già và một thiếu niên đang đứng, thiếu niên này nhìn khoảng 17, 18 tuổi, mặc áo vải, nhìn có vẻ thấp thỏm. Bàn Chấn nhìn ông già, Khô lão, ông dẫn họ đi trước, ta còn có việc phải xử lý. Khô lão gật đầu, được. Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía Diệp Quân và thiếu niên kia, các ngươi đi theo ta. Diệp Quân và thiếu niên kia đi theo ông lão ra ngoài. Trên đường, thiếu niên đi tới bên cạnh Diệp Quân, sau đó nói, ta tên là Lâm Lập, ngươi tên là gì? Diệp Quân cười nói, Diệp Quân. Thiếu niên hưng phấn nói, vốn dĩ ta tưởng chỉ có một mình, hóa ra còn có người khác, bây giờ thì tốt rồi, sau này chúng ta sẽ là bạn. Diệp Quân nhìn người thiếu niên, tuy người này hơi thấp thỏm và căng thẳng, nhưng nhiều hơn là phấn khích, hiển nhiên cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng đó là chuyện bình thường, làm gì có thiếu niên nào trong trấn không muốn ra ngoài chứ? Họ vẫn luôn khao khát thế giới bên ngoài. Lâm Lập chợt nói, nghe nói sau khi ra ngoài, có thể tu luyện, có thể bay lên trời chui xuống đất, còn có thể trường sinh bất tử. Diệp Quân cười nói, là người vừa rồi nói với ngươi sao? Lâm Lập gật đầu, đúng vậy, Diệp huynh, ông ta không lừa ta chứ? Diệp Quân cười nói, bay lên trời chui xuống đất thì đơn giản, nhưng trường sinh bất tử thì hơi khó khăn. Lâm Lập cười nói, không sao, ta chỉ muốn bay lên trời chui xuống đất. Lúc nói chuyện, ba người đi đến một ngã tư, phía trước ngã tư là một khoảng hư vô, chẳng có gì. Khô lão đến trước ngã tư, lấy ra một tấm lệnh bài đó run lên, biến thành ngọn lửa rồi biến mất. Sau đó, khoảng hư vô trước mặt ông ta hiện ra một con đường mòn. Khô lão nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ông ta dẫn hai người đi về phía đường mòn. Đi được khoảng 15 phút. Trước mặt đột nhiên xuất hiện luồng sáng trắng, sau khi xuyên qua luồng sáng trắng đó, Diệp Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng chẳng biết trải qua bao lâu, hắn mới khôi phục lại cảm giác bình thường, mà giờ phút này, bọn họ đã ra ngoài. Diệp Quân quay đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt trống rỗng, không có gì cả. Lâm Lập ở một bên hưng phấn nói, chúng ta ra ngoài rồi sao? Khô lão cười nói, đúng vậy, từ nay trở đi. Các ngươi là người của Bàn Châu chúng ta. Ta đưa các ngươi về Bàn Châu trước. Vừa nói ông ta vừa phất tay áo lên, Diệp Quân và Lâm Lập bay thẳng lên trời, trong nháy mắt, ba người đã tiến vào một vùng tinh không. Sắc mặt Lâm Lập tái nhợt như tờ giấy, bị dọa không nhẹ. Thấy vẻ mặt Lâm Lập, Khô lão bật cười, nhưng rất nhanh, ông ta chú ý đến Diệp Quân, nhìn về phía Diệp Quân, thấy vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, khiến ông ta phải kinh ngạc. Lâm Lập nhìn xung quanh, vô cùng phấn khởi, oa, đây là tinh không ư. Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Lâm Lập nhìn Diệp Quân, hào hứng nói, Diệp huynh, huynh không sợ ư. Diệp Quân nghiêm túc nói, rất sợ. Lâm Lập. Khô lão nhìn Diệp Quân, rồi nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, ông ta vừa dẫn hai người biến mất trong tinh không. Trong khoảng thoi đưa, Tiểu Tháp nói, ngươi phải khiêm tốn chút, giả vờ thích ứng đi chứ. Diệp Quân cười nói, không sợ, tỷ tỷ đã nói tỷ ấy sống ở đây rất tốt, có tỷ ấy bảo vệ, cho dù chúng ta không thể đi hiên ngang, nhưng cũng không ai dám ức hiếp chúng ta. Ha ha! Không lâu sau, Diệp Quân và Lâm Lập được Khô lão dẫn đến Bàn Châu. Ở Bàn Châu,
Bàn tộc là gia tộc mạnh nhất, bàn tộc nằm trên một ngọn núi cao, trên ngọn núi cao này có một tòa thành cổ, tòa thành này là thành đầu tiên của Bàn Châu, Bàn Thành. Sau khi Khô Lão dẫn Diệp Quân và Lâm Lập đi vào phủ bàn tộc, Lâm Lập nhìn xung quanh, vô cùng phấn khích, chưa bao giờ y nhìn thấy một phủ đệ hoành tráng như vậy. Khô Lão có địa vị rất cao ở bàn tộc, cả đường liên tục có người chào ông ta. Khô Lão dẫn hai người đến một đại điện, ông ta quay người lại nhìn hai người, các ngươi ở đây đợi một lát, ta đi gặp đại tiểu thư. Lâm Lập gật đầu, được. Khô Lão cười nói, đừng căng thẳng quá, người ở đây đều rất tốt. Lâm Lập hơi ngại gãi đầu. Khô Lão nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân bình tĩnh như thế, ông ta càng cảm thấy tò mò. Không nghĩ nhiều, ông ta đi vào nội điện. Sau khi ông lão rời đi, Lâm Lập chạm nhẹ vào chiếc ghế bên dưới, y nhìn Diệp Quân, phấn khích nói, Diệp ca, chiếc ghế này đắt thật đấy. Diệp Quân cười nói, đợi sau khi ngươi tu luyện, mấy thứ này đều là phù du với ngươi thôi. Lâm Lập nằm ở trên ghế cười nói, thật ra ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn học một ít kỹ năng, sau đó về Trấn Sơn làm cho cha mẹ ta tự hào. Diệp Quân gật đầu, rất tốt. Lâm Lập bỗng nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, Diệp ca, ta còn trẻ, không có trải nghiệm nhiều, sau này mong Diệp ca chỉ dẫn nhiều hơn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Lâm Lập ngượng ngùng gãi đầu, mẹ ta nói ra ngoài nhất định phải khiêm tốn, nếu mình làm không tốt thì nên nghe theo người có năng lực hơn, ta cảm thấy Diệp ca rất có bản lĩnh. Diệp Quân cười nói, tại sao? Lâm Lập ngẫm nghĩ. Sau đó nói, cảm giác, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Đúng lúc này, một người phụ nữ bỗng bước ra từ trong đại điện, mặc một bộ váy đen, vóc dáng thon thả, bộ váy đen của cô ta có những đường thêu tinh xảo, khiến cô ta trông duyên dáng và quý phái. Mái tóc của cô ta được buộc lên bằng một chiếc dây buộc màu đen, vài sợi tóc xõa xuống cổ làm tôn lên cần cổ dài và thanh thoát, đường nét gương mặt cô ta rõ ràng, làn da mịn màng như ngọc, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Diệp Quân nhận thấy giữa trán người phụ nữ trước mặt này khá giống Bàn Trần. Khô Lão đi bên cạnh người phụ nữ. Khô Lão nói, vị này là đại tiểu thư Bàn Lăng. Diệp Quân khẽ gật đầu, chào đại tiểu thư. Lâm Lập ở một bên cũng vội nói, chào đại tiểu thư. Bàn Lăng nhìn hai người Diệp Quân cười nói, đến đây thì xem như là nhà của mình, có gì cần đều có thể tìm Khô Lão, sau này ông ta sẽ phụ trách dẫn các ngươi tu luyện. Khô Lão nói, được. Bàn Lăng khẽ gật đầu nói, hai ngày nay các ngươi nên làm quen với Bàn Châu và toàn bộ vực Cửu Châu trước, có gì không hiểu có thể hỏi Khô Lão. Nói rồi cô ta bỗng xòe tay ra, hai chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân và Lâm Lập, đây là chút quà gặp mặt, sẽ có tác dụng với các ngươi. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn, trong nhẫn có gần 1.000 tiên nguyên tinh, hắn khá ngạc nhiên, người phụ nữ trước mặt này thực sự rất hào phóng. Diệp Quân nhận lấy nhẫn, sau đó nói cảm ơn. Lâm Lập cũng vội nhận lấy rồi nói cảm ơn. Có người sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở. Diệp Quân gật đầu, sau đó rời đi cùng với Lâm Lập. Nhìn hai người rời đi xong, Khô Lão nói, tiểu thư, thế nào? Bàn Lăng nói, khí vận Cửu Châu trên người Lâm Lập đó quả nhiên siêu phàm, ngay khi y bước vào, khí vận của phủ chúng ta đều thay đổi theo. Khô Lão gật đầu, để giành được y, tộc trưởng đã đưa ra cái giá rất lớn. Nói rồi ông ta ngừng lại, sau đó lại nói, vậy thiếu niên tên Diệp Quân thì sao? Bàn Lăng im lặng một lúc, sau đó nói, mặc dù trên người hắn không có khí vận Cửu Châu, nhưng người này rất điềm tĩnh, khí chất siêu phàm, cũng không phải là người tầm thường, đều phải bồi dưỡng. Khô Lão gật đầu, quả thật là thế. Mặc dù ông ta tiếp xúc với Diệp Quân không lâu, nhưng bây giờ ấn tượng của ông ta với Diệp Quân cũng có sự thay đổi. Còn trẻ như vậy, sau khi vào phủ bàn tộc, nhìn thấy đại tiểu thư nhưng không tự tin hống hách, mà từ tốn điềm tĩnh, khí chất này không chỉ là diễn kịch, nếu là giả vờ thì không thể nào để giấu được ông ta và Bàn Lăng. Người này không đơn giản. Lúc này Bàn Lăng lại nói, nhưng dù sao Lâm Lập cũng có khí vận Cửu Châu, có thể chuyên tâm bồi dưỡng. Khô Lão do dự. Sau đó nói, được, chuyên tâm bồi dưỡng. Tức là tài nguyên mà hai người nhận được chắc chắn sẽ không giống nhau. Sau khi Diệp Quân và Lâm Lập rời khỏi đại điện, một cô gái khá thanh tú xuất hiện trước mặt họ,
cô gái này hơi cúi đầu chào họ nói, hai vị công tử đi theo ta. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân và Lâm Lập đi theo người phụ nữ, cả đường đi Lâm Lập liên tục nhìn xung quanh, nhìn tòa kiến trước xa hoa, y không khỏi kinh ngạc. Chẳng mấy chốc người phụ nữ thanh tú đưa Diệp Quân và Lâm Lập tới một sân vườn xa hoa, cô ta xoay người nhìn hai người, mỉm cười nói, hai vị công tử, đây là nơi các ngươi nghỉ ngơi, ta tên là Tiểu Vân, sau này ta sẽ là quản gia của các ngươi, nếu có vấn đề gì trong cuộc sống thì có thể đến tìm ta. Diệp Quân mỉm cười, làm phiền rồi. Người phụ nữ cười nói, công tử khách sáo rồi, đây đều là việc bọn ta nên làm, ta không làm phiền hai người nữa. Nói rồi cô ta cúi người chào, sau đó xoay người rời đi. Sau khi người phụ nữ rời đi, Lâm Lập đi vào trong sân, nhìn xung quanh một lượt rồi nghiêm túc nói, Diệp ca, ta nhất định phải cố gắng để sau này cũng có thể để cha mẹ sống trong một căn nhà đẹp thế này. Diệp Quân nhìn Lâm Lập, cười nói, được. Hai người trò chuyện một lúc, Diệp Quân trở về phòng, sau khi về phòng hắn lập tức tiến vào tiểu tháp. Hắn đến trước đỉnh Cửu Châu. Nhìn đỉnh Cửu Châu một chốc, ngọn lửa trong đỉnh vẫn còn bừng cháy. Diệp Quân nói chuyện chút đi. Đỉnh Cửu Châu khẽ rung lên như đang đáp lại, Diệp Quân nói, thần vật cấp bậc như ngươi chắc hẳn là linh hóa, bản thể xuất hiện đi. Đỉnh Cửu Châu khẽ động đậy như đang đáp lời, nhưng không hiện ra. Diệp Quân nhíu mày. Tiểu tháp nói nó bị thương rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tháp ra. Người có thể nói chuyện với nó à? Tiểu tháp nói, hỏi thừa, bọn ta đều là thần vật được chưa? Diệp Quân mỉm cười, người không nói, ta suýt nữa quên, ta luôn xem ngươi là người. Tiểu tháp. Lúc này đỉnh Cửu Châu lại rung lên, Diệp Quân nói, tháp ra, nó nói gì thế? Tiểu tháp nói từ nay về sau sẽ đi theo ngươi, muốn ngươi chăm sóc thật tốt. Diệp Quân sầm mặt, ta chăm sóc nó hả? Tiểu tháp nói, ừ, Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu. Tiểu tháp lại nói nó dưỡng thương trước, đợi vết thương lành hẳn, nó sẽ dẫn ngươi bay. Diệp Quân nói, xem ra là một cái đỉnh không đứng đắn. Tiểu tháp. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Quân và Lâm Lập sống trong phủ bàn tộc, ngày nào khô lão cũng đều đến dạy họ cách tu hành, phải nói là khả năng tu hành của Lâm Lập rất đáng sợ, tốc độ tăng cấp của y cũng rất đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng 3 ngày, y đã liên tục đột phá mấy cảnh giới, khi tu luyện y dường như không có giới hạn, thậm chí có khi còn đột phá sau khi ngủ dậy. Hơn nữa tên này còn cố gắng hơn người khác, ngày nào cũng tu luyện đến mức quên ăn quên ngủ, Lâm Lập đã trở nên nổi tiếng ở phủ bàn tộc, bây giờ người ở phủ bàn tộc đều kính trọng gọi y là cậu Lâm. So sánh ra thì tốc độ tu luyện của Diệp Quân hơi chậm, không đúng, không phải chậm mà là mỗi ngày hắn ngoài đọc sách ra thì gần như không tu luyện. Thế nên cảnh giới của hắn không hề được cải thiện. Người phủ bàn tộc đã chỉ trích kín đáo với Diệp Quân. Diệp Quân không quan tâm đến người khác, bây giờ mỗi ngày hắn đều đọc sách, đọc những sách về vực Cửu Châu này, hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về vực Cửu Châu này. Như đạo sĩ Trương đã nói trước đó, cách đây rất lâu, vực Cửu Châu có 9 châu, nền văn minh của 9 châu đều rất hùng mạnh, nhưng sau đó các châu khác dần suy tàn nên chỉ còn lại 3 châu như bây giờ. Lần lượt là Bàn Châu, Thần Châu, Vũ Châu. Trong đó Thần Châu là châu mạnh nhất. Diệp Quân phát hiện Tả Nhạn đến từ Thần Châu, vì chủ nhân của Thần Châu họ Tả. Ngoài ra hắn còn thấy bây giờ Bàn Châu và Vũ Châu có quan hệ không tốt, hai châu như kẻ thù nhiều kiếp. Diệp Quân không mấy hứng thú với mối thù giữa hai châu, hắn lại rất hứng thú với đám lính đánh thuê lang thang khắp vực Cửu Châu. Lính đánh thuê hàng đầu là nhóm lính đánh thuê thổ phỉ, hình như đoàn trưởng được gọi là thổ phỉ gì đó, trước đó thế lực ở vực Cửu Châu vô cùng lớn, gần như có thể cạnh tranh với ba châu lớn. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì mà đoàn trưởng của nhóm lính đánh thuê thổ phỉ đã biến mất trong một thời gian dài, thế là nhóm lính đánh thuê thổ phỉ bắt đầu suy yếu, nhóm lính đánh thuê thức thần đứng thứ hai nhân lúc này trỗi dậy, hiện giờ nhóm lính đánh thuê thức thần đứng đầu. Ngoài ra, Diệp Quân vẫn nhìn thấy sáng thế đạo điện trong một cuốn sách cổ, nhưng cuốn sách cổ này mô tả rất ít về sáng thế đạo điện, chỉ có mấy chữ nhưng có một câu khiến Diệp Quân chú ý, sáng thế đế thần, người sáng tạo cảnh giới. Diệp Quân đọc được câu nói thì trầm ngâm hồi lâu,
hắn không ngờ hệ thống cảnh giới của vực Cửu Châu lại là do sáng thế đế thần tạo ra. Vô lý. Diệp Quân đóng sách cổ lại, hắn biết mình phải nhanh chóng khôi phục tu vi, nếu không một khi người của sáng thế đạo điện tìm đến, hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm Diệp An trước, đi nương nhờ tỷ ấy. Sáng thế đạo điện. Nguyễn Thương cung kính đứng đó, một người phụ nữ đứng trước mặt gã, người này chính là Bùi Thần Hầu. Bùi Thần Hầu nhìn Nguyễn Thương, người nói người tên Phản Chiêu Đế đó là người đứng sau hắn hả? Nguyễn Thương gật đầu, đúng thế, thực lực của người này cực kỳ mạnh, ta không đấu lại. Bùi Thần Hầu nói, người từng gặp người phụ nữ váy trắng chưa? Nguyễn Thương do dự một chốc, sau đó gật đầu, gặp rồi. Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm Nguyễn Thương, thực lực thế nào? Nguyễn Thương nghiêm túc nói, ta đánh với bà ta vài hiệp, cuối cùng ông nội và cha của Diệp Quân cũng đến, ba người họ đã đánh một mình ta, cuối cùng ta thua. Ba đánh một. Nghe thấy câu nói của Nguyễn Thương, Bùi Thần Hầu thoáng vẻ bất ngờ, với thực lực của ngươi mà đòi một chấp ba ư. Nguyễn Thương gật đầu. Thật ra gã vẫn thấy hơi lo, vì đang đối mặt với một người không hề tầm thường. Nếu bị phát giác sẽ bị đánh cho chết mất xác luôn. Kỳ thực gã nói vậy đương nhiên là vì giúp Diệp Quân kéo dài thời gian. Gã thấy Đa Nguyên Đạo Đế nói đúng, gã buộc phải chọn lựa giữa sáng thế đạo điện và Diệp Quân. Chứ cứ làm ngọn cỏ ven đường thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Cuối cùng, gã đã chọn Diệp Quân. Lý do rất đơn giản thôi, vì gã tin Đa Nguyên Đạo Đế. Gã biết rõ tính cách của Đa Nguyên Đạo Đế. Lão già này không hề đơn giản, nếu ông ta đã lựa chọn đầu hàng thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi, đó chính là đã bị đánh cho tâm phục khẩu phục. Đương lý do chính vẫn là vì nhóm Bùi Thần Hầu không quan tâm đến sự sống chết của gã, ai đời lại bắt gã đi giải quyết người đứng sau Diệp Quân, thế có khác gì dồn gã vào chỗ chết đâu. Bùi Thần Hầu thoáng trầm mặc rồi nói, lẽ nào sư phụ đã đánh giá cao cô gái đó rồi. Nguyễn Thương khẽ cúi đầu im lặng. Một lát sau, Bùi Thần Hầu nói với Nguyễn Thương, chúng ta đã tra ra Diệp Quân đang ở vực Cửu Châu. Nguyễn Thương vội nói, Bùi Thần Hầu, ta nguyện ý đến vực Cửu Châu lấy đầu người đó. Bùi Thần Hầu bình tĩnh nói, người có chắc sẽ làm được không? Nguyễn Thương gật đầu chắc, nhưng chắc cần một chút thời gian, ta cần kiếm một cơ hội tốt. Bùi Thần Hầu nói, khỏi, đã có người đến vực Cửu Châu rồi. Nguyễn Thương ngẩn ra. Bùi Thần Hầu nói tiếp, nhưng ngươi có thể đến đó, chúng ta vẫn cần ngươi làm chút việc, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Nguyễn Thương định hỏi là chuyện gì, nhưng gã rất biết điều nên im ngay, sau đó gật đầu, vâng. Dứt lời, gã quay người rời đi. Nguyễn Thương đi rồi, Bùi Thần Hầu nhìn theo gã một lát rồi mới biến mất. Ban phủ, vực Cửu Châu. Ban đầu, Diệp Quân vẫn giả bộ đi tu luyện với Lâm Lập. Nhưng về sau hắn dứt khoát không đi nữa, thay vào đó ngồi đọc sách trong tàng thư lâu của bàn phủ mỗi ngày. Cảm giác tồn tại của hắn cũng ngày càng giảm, trái lại Lâm Lập lại như mặt trời giữa trưa, được bàn phủ coi trọng bồi dưỡng. Với thiên bẩm và tốc độ tu hành của y hiện giờ thì chẳng mấy nữa, Bàn Châu sẽ xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt siêu cấp. Hôm nay, Lâm Lập chợt đến phòng sách, khi nhìn thấy y, Diệp Quân hơi sững người, sau đó cười nói, có chuyện gì à? Lâm Lập của hôm nay so với trước kia đã không còn ngây ngô nữa, mà trầm ổn hơn rồi. Lâm Lập đi nhanh tới cạnh Diệp Quân, y kéo Diệp Quân vào một góc, làm hắn trố mắt ra hỏi, gì thế? Lâm Lập chợt lấy một cuốn tranh ra rồi đưa cho Diệp Quân, sau đó nói, Diệp ca, huynh mau học thuộc đi. Diệp Quân tò mò, đây là gì thế? Lâm Lập, đây là tâm pháp tu luyện mà ta mới học, là tâm pháp đỉnh cấp của Bàn Châu. Tên là Bàn Vũ Quyết. Diệp ca, huynh mau học thuộc đi. Diệp Quân thấy hơi lạ, Bàn Vũ Quyết. Hắn biết vực Cửu Châu có 4 công pháp thần cấp lớn, Bàn Vũ Quyết này là một trong số đó. Hắn thấy lạ là vì bàn tộc lại truyền môn công pháp này cho Lâm Lập, điều này chứng tỏ họ rất coi trọng y. Diệp Quân định thần lại rồi nói với Lâm Lập, tại sao? Lâm Lập gãi đầu đáp, vì huynh là Diệp ca của ta. Hơn nữa, chúng ta còn đến từ cùng một nơi nên phải giúp đỡ nhau chứ. Diệp Quân thầm thấy ấm lòng, thật ra thời gian qua, địa vị của Lâm Lập đã vượt xa hắn trong bàn tộc.
Đến Khô lão kia giờ cũng rất tôn trọng Lâm Lập, có thể nói giờ y như mặt trời ban trưa trong gia tộc này. Trái lại, hắn như người trong suốt vậy. Thế mà tên này vẫn gọi hắn là đại ca như lúc trước. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Diệp Quân nhận lấy quyển trục ấy, sau khi xem qua thì cười nói, công pháp này hay đấy, thích hợp cho ngươi tu luyện. Nói rồi, hắn trả lại cho Lâm Lập. Lâm Lập thấy thế thì nói, huynh nhớ hết rồi ư. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lâm Lập mỉm cười, thế thì tốt, à vẫn còn nữa. Nói xong, y lại lấy thêm một quyển trục đưa cho Diệp Quân, đây nữa, huynh mau ghi nhớ đi. Diệp Quân nhận lấy xem, sau đó ngẩn ra vì thấy đây là một môn kiếm kỹ. Diệp Quân hỏi, đệ luyện kiếm à? Lâm Lập gật đầu, vâng. Diệp Quân, thích kiếm hả? Lâm Lập gãi đầu, y cảm thấy hơi ngại khi phải nói vì thấy kiếm rất ngầu. Diệp Quân phì cười, thật ra có rất nhiều người khi mới học kiếm không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy nó ngầu thôi. Diệp Quân xem thật kỹ môn kiếm kỹ này, sau đó gật gù nói, kiếm kỹ này tạm chấp nhận được, thích hợp cho ngươi luyện vào lúc này. Nói xong, hắn lại trả lại cho Lâm Lập nói, sao huynh không tu luyện chung với ta? Diệp Quân, ta thích đọc sách, rảnh thì đến chơi nhé. Lâm Lập gật đầu, vâng. Dứt lời, y nói tiếp, Diệp ca, huynh đọc sách đi, ta đi tu luyện đây. Diệp Quân, khoan đã. Lâm Lập khựng lại, Diệp Quân cười nói, nếu ngươi thích luyện kiếm thì ta có thể dạy ngươi một môn kiếm kỹ, nhưng ngươi không được nói cho người khác biết là ta dạy. Lâm Lập thấy hơi chấn động, Diệp ca, huynh cũng biết dùng kiếm ư. Diệp Quân, trước kia có biết chút chút. Lâm Lập, vâng, chờ ta học xong kiếm kỹ này sẽ theo huynh học tiếp. Diệp Quân, ừ. Lâm Lập đi rồi, Diệp Quân tiếp tục đọc sách, nhưng không lâu sau, có một cô gái chậm chậm đi vào. Người này chính là Bàn Lăng, trông thấy cô ta, Diệp Quân hơi bất ngờ, hắn gập sách lại rồi cười chào, đại tiểu thư. Bàn Lăng gật đầu, cô ta đi tới cạnh Diệp Quân rồi nhìn cuốn cổ tịch mà Diệp Quân đang đọc, sau đó nói, ta nghe nói dạo này ngươi chỉ đọc sách, mà không tu luyện gì phải không? Diệp Quân gật đầu, ừm. Bàn Lăng, tại sao không tu luyện? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, thật lòng không giấu gì tiểu thư, ta vốn có tu vi nhưng vì một vài lý do mà giờ tu vi đã bị phong ấn. Vì thế, ta chỉ có thể chờ đến một thời gian nhất định để phá giải phong ấn thôi. Hắn quyết định sẽ nói thật, vì đại tiểu thư này không phải người ngu dốt nên thả hắn nói thật luôn cho xong. Nghe vậy, Bàn Lăng gật đầu, rõ ràng cô ta rất hài lòng khi Diệp Quân thẳng thắn như vậy, thật ra, ta đã đoán được chút ít rồi. Vì một người bình thường thì không thể hứng hờ với tu luyện như vậy. Ta chỉ hơi tò mò không biết trước kia tu vi của ngươi đến cảnh giới nào rồi thôi. Diệp Quân, nói thật thì ta cũng không rõ. Vì cảnh giới ở chỗ của ta khác với vực Cửu Châu này. Bàn Lăng im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đang định nói tiếp thì Bàn Lăng đã giành nói trước, ngươi là do phụ thân ta tìm về nên ta tin ngươi. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Diệp Quân chợt nói, đại tiểu thư, có thể nghe ngóng về một người cho tôi được không? Bàn Lăng dừng bước, sau đó quay lại hỏi, ai thế? Diệp Quân, Diệp An. Bàn Lăng ngẩn ra, Diệp An ư. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt của Bàn Lăng lập tức trở nên khác lạ. Thấy thế, Diệp Quân tò mò hỏi, cô biết người này à? Bàn Lăng nhìn hắn đăm đăm, đương nhiên, Diệp An rất nổi tiếng đấy. Rất nổi tiếng ư, Diệp Quân lập tức bật cười. Mẹ kiếp! Tỷ tỷ không lừa mình thật. Tỷ ấy sống rất tốt ở đây. Bàn Lăng chợt nói, ngươi tìm cô ta làm gì? Diệp Quân cười đáp, ta là đệ đệ của tỷ ấy. Bàn Lăng trợn tròn mắt, đệ đệ ư. Diệp Quân gật đầu, đúng, lần này ta đến vực Cửu Châu là để nương nhờ tỷ ấy. Bàn Lăng lập tức nhăn mặt. Thấy thế, Diệp Quân thoáng nghi hoặc. Bàn Lăng quan sát Diệp Quân rồi gật gù, đúng là giống nhau thật. Diệp Quân cười nói, tỷ ấy đang ở đâu? Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.